che mặt, lộ ra trong đôi mắt đều là vẻ đùa cợt, giang giật hoảng hốt chạy bừa sông vào sơn động, này bằng với là tự đoạn đường lui. Xuy suy, 13 người vừa mới xông vào sơn động, không đi quá cách xa ở phía trước một cái góc sẽ đột nhiên nghe được đến mấy chục đạo tiếng xé gió lên, phía trước nhất tử phủ cảnh cường giả lập tức kinh uống, có ám khí, lui. Trong sơn động tia sáng rất tối, bọn hắn vừa mới qua chỗ ngoặt, tự tao ngộ ám khí tập kích tự nhiên sẽ bản năng muốn trốn tránh. Chỉ là này sơn động nhỏ hẹp, chỉ có thể đồng thời để ba người song song tiến lên, giờ phút này năm sáu người vừa mới qua chỗ ngoặt, người phía sau vẫn còn tại chiều góc rẽ phóng đi, căn bản không biết phía trước tình huống. Người phía trước lui lại, người phía sau không rõ tình huống cuồng sông, kết cục không cần nói cũng biết, một đám người va chạm, chàng diện thoáng cái trở nên hỗn loạn vô cùng. Phanh phanh phanh, bất quá bọn hắn lui rất nhanh, một mảnh ám khí đều xuất tại trên thạch bích, phát ra rất nhỏ tiếng vang, kia tử phủ cảnh võ giả mượn mờ tối tia sáng xem xét lại giận dữ, vậy căn bản không phải ám khí mà là phổ thông thạch đầu truy lập tức hắn dẫn đầu mọi người lần nữa nổi giận hướng phía trước phóng đi kết quả vừa mới qua chỗ ngoặt lại là một mảnh tiếng xé gió lên đầy trời ám khí lần nữa phá không mà tới lại tới đây cái từ phủ cảnh nhất trọng võ già cười lạnh vài tiếng cùng phía trước nhất ba người lập tức quyền ảnh trưởng ảnh lấp lánh hướng phía trước đập tới phanh 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 quả nhiên không xuất chúng người dự kiến mà đến vẫn là thạch đầu mọi người nhẹ nhõm đẩy ra, tiếp tục hướng phía trước bão táp. Này sơn động rất là hẹp dài, mà lại cong vẹo, không có qua quá lâu phía trước lại là một cái chỗ ngoặt, bên trong tia sáng càng tối, mọi người ngược lại là có thể mơ hồ nhìn thấy giang giật thân ảnh vừa mới tiến vào chỗ ngoặt. hưu một đám người bắn tới, rất nhanh đã tới chỗ ngoặt, đối diện lại là một mảnh tiếng xé gió, một mảnh ám khí mà tới. Hết biện pháp sao, từ phủ cảnh nhất trọng võ giả trong con người đều là đùa cợt, chỉ là hắn còn chưa nói xong lại im bặt mà dừng. Bởi vì nương theo lấy những cái kia thạch đầu còn có một cái màu xanh đoạn kiếm tiêu xạ mà đến, đoạn kiếm kia bắt đầu cũng không có vận chuyển nguyên lực, tại gần sát hắn ba thước lúc mới đột nhiên nguyên lực quán chú, thanh quang lấp lánh, hóa thành đầy trời kiếm ảnh đem bọn hắn phía trước ba người bao phủ đi vào. Phúc Phú kiếm, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, tại thanh minh kiếm quang mang lấp lánh trong nháy mắt, giang giật cả người cũng bị chiếu sáng, một đôi mắt bên trong đều là rét lạnh chi ý, không có nửa điểm tâm tình chập chờn tại cái này đen nhánh trong sơn động lộ ra phá lệ khiếp người. Hừ, phục hổ trưởng, đằng sau là một đám người, từ phủ cảnh nhất trọng võ giả sợ lần nữa gây nên hỗn loạn, không còn dám lui, chỉ có thể song trưởng quang mang lóng lánh ánh sáng đỏ, nguyên lực như từng đầu hồng long tại hắn song trưởng mặt ngoài vần quanh, đột nhiên đối gian giật vai trái vỗ xuống. Hắn thực lực cường đại, tốc độ công kích tấn mãnh hắn tự phụ giang giật một kiếm này còn không có chém giết hắn, hắn là có thể đem Giang giật đánh bay ra ngoài. Bạo nguyên trưởng, Giang giật khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt ý, thanh minh kiếm bên trên quang mang đột nhiên ảm đạm xuống, một cái khác giấu ở trong tay áo bàn tay, đột nhiên đánh ra cùng bàn tay của đối phương chạm vào nhau. Oanh, một đạo kinh thiên nổ vang, toàn bộ sơn động đều một trận lay động, vô số đất đá rơi xuống. Oanh minh tiếng nổ để mọi người một trận màng nhĩ đau nhức, cường đại sóng xung kích càng là đem phía trước mấy người toàn bộ nổ bay ra ngoài, bởi vì hang đá nhỏ hẹp, những người kia không thể tránh né liên quan đem người phía sau đụng bay. Phốc, Giang giật thân thể cũng bị phản chấn ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tay trái run không ngừng, miệng hổ bên trên ẩn ẩn có huyết dịch chảy ra. Cái này từ phủ cảnh võ giả một kích toàn lực, nếu như hắn không phải thả ra bạo nguyên trường, toàn bộ cánh tay khẳng định đều sẽ bị phế đi. ầm ầm sơn động còn tại lay động, không ngừng có đất đá rơi xuống, kém chút đều đem sơn động cho phá hỏng. Giang giật nhìn lướt qua phía trước, nhìn thấy kia tử phủ cảnh nhất trọng võ giả, một cánh tay đều bị tạc đến máu thịt be bét, phụ cận hai người cũng nhận nhẹ nhóm không đồng nhất thương thế, âm thầm thở dài một hơi, hắn uy hiếp lớn nhất liền là cái này tử phủ cảnh võ giả, người này không bị thương hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Bạo nguyên trưởng, hắn bỏ lên, thân thể lóe lên trong tay nguyên lực lấp lánh, lần nữa thả ra một lần bạo nguyên trưởng, đối vách đá hung hăng vỗ xuống. Lần này hắn cũng không có toàn lực phóng thích, nhưng uy lực cũng đầy đủ một trường vỗ hạ toàn bộ sơn động lần nữa kịch liệt lay động, càng nhiều đất đá rơi xuống, triệt để đem sơn động cho phá hỏng. Hưu, hắn từ trong ngực móc ra một viên thuốc chữa thương nhanh chóng nuốt vào, thân thể lên núi trong động phóng đi. Này sơn động mặc dù phá hỏng, nhưng dùng đám người kia thực lực rất nhanh liền có thể đánh thông, hắn nhất định phải nhanh tìm tới đường ra, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, để hắn tuyệt vọng là, không có bôn tẩu ra ngoài vài chục trượt, đối diện một cỗ tanh hôi mùi tựu đập vào mặt, một trận làm người ta dùng mình hàn ý bao phủ hắn. Yêu thú, hơn nữa còn là nhất giai đỉnh phong yêu thú, thực lực tuyệt đối không kém gì cái kia xúc tu quái. Trước có lang, sau có hổ, Giang giật giờ phút này thân thể phi thường suy yếu, muốn săn giết cái này yêu thú phi thường khó khăn, mà một khi cùng yêu thú khai chiến, chờ những người kia đã thông thông đạo, hắn kết cục tuyệt đối sẽ rất không tươi đẹp. Liêu mạng, hắn không có chút gì do dự, quay đầu bằng nhanh nhất tốc độ hướng đường cũ trở về, hắn điều tập một tia hắc sắc nguyên lực đi con mắt, để thị lực trở nên kinh khủng, toàn bộ sơn động lập tức thấy rất rõ ràng. Oanh, bị phá hỏng thông đạo truyền đến từng đợt tiếng nổ, những người kia hiển nhiên bắt đầu công kích đất đá đã thông lối đi, giang giật quay đầu nhìn lướt qua phía sau một đầu to lớn mãng xà, trong mắt lóe lên một tia ngoan ý. Thân thể của hắn đột nhiên hướng phía trước trồng chất đất đá phóng đi, thanh minh kiếm nguyên lực vận chuyển, như một cái mũi nhọn tại phía trước quấy, đem phía trước trồng chất đất đá phá vỡ một cái hố nhỏ, cả người hắn lại như một đầu xuyên sơn giáp chui vào đất đá bên trong, sau đó vung vẩy quyền đập loạn một phen để phụ cận đất đá trượt xuống, đem hắn chôn sống đi vào. Trước có lang sau có hổ, hắn bất kỳ bên nào đều đấu không lại, hắn chỉ có dùng mệnh đi đánh cược một lần, cược cái này yêu thú sẽ bị đám người kia hấp dẫn lực chú ý. Giống như cái này yêu thú vẫn là khóa chặt hắn công kích, vậy hắn chỉ có nhận mệnh. Chương 84, giải quyết tại chỗ. Oanh, Giang giật rất may mắn, tại hắn vừa mới đem chính mình chôn sống thời điểm, toàn bộ thông đạo đất đá đột nhiên bạo liệt mà ra, bởi vì đất đá trồng chất thông đạo triệt để bị phá ra, những cái kia đất đá hướng bốn phương tám hướng tiêu xạ mà đi, không có ngoại ý muốn bắn chúng nơi xa chạy nhanh đến cái kia yêu thú. Kia là một cái rất kỳ dị yêu thú, toàn thân đều có lớp phải màu đen, đầu là mũi nhọn hình, ngoài miệng có râu dài, thân thể như trâu, phía dưới có bốn chân, cái đuôi còn có một cái móc, nó đôi mắt thành lục sắc, tản ra mở tối u quang, tại cái này đen nhánh trong sơn động phá lệ chú mục bụi mù rơi xuống thông đạo bên kia mười mấy người vốn định xông vào thông đạo nhưng giờ khác này đều có chút trợn tròn mắt bọn hắn liếc mắt liền thấy trong sơn động hai cái con mắt màu xanh lục bên trong rõ ràng là nổi giận cùng hung ác bạo ngược tiểu tử kia đâu vừa rồi bởi vì bọn họ đang không ngừng nện đất đá sở dĩ cũng không biết rõ tình huống bên này giờ phút này toàn bộ mơ hồ chẳng lẽ giang giật bị cái này yêu thú ăn vấn đề là giang giật thực lực rất mạnh a à? làm sao có thể ngắn như vậy thời gian ăn trả lại là vào vấn đề này tại một giây sau không cần bọn hắn suy tính nhất ra yêu thú trí thông minh phi thường thấp tại bọn chúng trong mắt nhân loại cũng không có khác nhau nó bản năng cho rằng giang giật cùng người phía sau là cùng một bọn mà đám người này uy hiếp càng lớn sở dĩ nó chọn lọc tự nhiên công kích trước đám người này thân thể của nó hóa thành màu đen u linh bay vọt lên chỉ là một cái nháy mắt đem đã đến trước mặt mọi người miệng rộng mở ra lộ ra miệng đầy rét lạnh răng nhọn, một cỗ mùi hôi khí tức đem mọi người bao phủ đi vào. Ảnh bát, các ngươi lui ra phía sau, lão nhị các ngươi sáu người đánh giết cái này yêu thú, tiểu tử kia nhất định còn núp ở bên trong, tốc chiến tốc thắng. Kia tử phủ cảnh giới nhất trọng võ giả quát khẽ âm thanh truyền đến, giang giật mặc dù bị chôn sống, nhưng là nghe nghe được rõ ràng, ảnh thất chẳng lẽ là ảnh ra người những người này là tiền vạn quán an bài. Khốt khốt, kia yêu thú phát ra một tiếng quái khiếu, thân thể không chút kiêng kỵ hướng mọi người phóng đi, không lọt vào mắt bốn phía mấy người công kích, lợi chảo đối một người hung hăng chộp tới. A, à, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, người kia bị cái này yêu thú một chảo tóm đến nửa người máu thịt be bét, còn bị đặt tại trên mặt đất toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia tinh hồng miệng lớn hướng đầu mình cắn xuống. Không được, cái này yêu thú tuyệt đối đã đến tiến hóa biên giới, thực lực miễn cưỡng nhưng so sánh nhị ra yêu thú, cái này phòng ngự quá kinh khủng, các ngươi lui ra phía sau, ta đến. Tử phù cảnh võ giả nhìn thấy mấy người công kích chỉ là để cái này yêu thú rơi xuống mấy khối lân phiến, lập tức hoảng sợ hô to. Mặc dù mới vừa rồi bị giang giật trọng thương một cánh tay, giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Một cái tay khác trên lòng bàn tay hỏa hồng sắc nguyên lực như như hỏa long vần quanh, đột nhiên hướng yêu thú vỗ tới. ầm, um, tử phủ cảnh võ giả sức chiến đấu tuyệt không phải chú đỉnh cảnh có thể so sánh. Một trường này rắn rắn chắc chắc đập vào yêu thú trên thân, để cái này nặng đến mấy trăm cân yêu thú lặn đi bay ra ngoài trùng điệp đâm vào trên vách đá gây nên hang đá lần nữa chấn động vô số đất đá rì rào rơi xuống khốt khốt cái này yêu thú mấy chục phiến lân phiến bị tạc bay thụ thương địa phương đều tràn ra dòng máu màu xanh lục một đôi con ngươi màu xanh lục con càng thêm bạo nộ rồi điên cuồng hướng mọi người lướt đến bất quá cái này yêu thú cũng không tính toán quá đần nó không có lựa chọn cùng kia tử phủ cảnh cường giả đối chiến mà là hóa thành một đạo u ảnh hướng còn lại võ giả đánh tới thảm kịch phát sinh ngoại trừ kia tử phủ cảnh võ giả những người còn lại công kích căn bản rất khó trọng thương cái này yêu thú, mà cái này yêu thú công kích lại có thể mỗi lần đều cho bọn hắn mang đến chí mạng tổn thương. Mấu chốt nhất là cái này yêu thú hung hãn không sợ chết, càng là công kích nó càng là nổi giận, cũng càng phát hung tàn. "Xuất sinh, thả ta ra huynh đệ hướng ta đến." Từ phủ cảnh võ giả nhìn thấy từng người từng nhân đồng bạn đổ vào vũng máu phía dưới, lập tức đầy mắt đều là nổi giận, chỉ là thân thể của hắn thụ thương, tốc độ giảm bớt đi nhiều, tăng thêm hang đá thông đạo vốn là rộng như vậy bốn phía đều là người một nhà trong lúc nhất thời hắn cũng đuổi không kịp kia yêu thú a à, đại ca cứu ta không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên giang giật không cần nhìn đều biết bên ngoài biến thành nhân gian luyện ngục hắn thân thể không nhúc nhích ngừng thở trong lòng yên lặng tính toán sáu cái bảy cái tám cái hắn căn cứ mỗi người tiếng kêu khác biệt yên lặng đang phán đoán phía ngoài tình huống chiến đấu tình huống rất để hắn là kinh hỉ chỉ là trong chốc lát 13 người tự có 10 người bị trọng thương hoặc là tử vong, hắn dùng mệnh đi cược một ván, kết quả để hắn rất hài lòng. Oanh, khốt khốt, bên ngoài lại truyền tới một đạo yêu thú nổi giận tiếng giống, hiển nhiên lần nữa bị đánh bay, giang giật chấn động trong lòng âm thầm kinh hỉ, hắn theo tiếng kêu này nghe được ra cái này yêu thú rất là suy yếu, cái này yêu thú cũng bị đả thương nặng, đoán chừng rất nhanh hội phóng thích yêu thuật. Quả nhiên, không ra giang giật ngoài ý liệu, kia yêu thú lần nữa quái khiếu vài tiếng, trên thân không nhiều lân phiến đột nhiên rời khỏi thân thể, hóa thành từng mảnh từng mảnh màu đen lưỡi giao hướng bốn phương tám hướng vào tới. Lão nhị, lão tam, cẩn thận, tử phủ cảnh cường giả tại yêu thú quái khiếu lúc liền đã hướng ra phía ngoài bắn tới, chỉ là phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh, chỉ còn lại hai tên võ giả cũng đã muộn một bước, một người đùi bị một mảnh lân phiến lướt qua lại bị trực tiếp chặt đứt, một người khác bị lân phiến xuất vào bụng của hắn, đem hắn bụng dưới cho tươi sống xé ra. Chanh chanh, một bên khác một đống đất đá bên trong vang lên một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm, một bóng người theo đất đá đống bên trong nổ bắn ra mà ra, giang giật không phải nhịn không được muốn xuất thủ, là bị buộc bất đắc dĩ, hắn còn không động thân con cũng sẽ bị cái này lân phiến bắn thùng. Khốt khốt, kia yêu thú phóng thích yêu thuật, thân thể suy yếu đến cực hạn cũng không dám lại xính cường rồi, quay người hướng hang đá chỗ sâu phóng đi. Giang giật cũng không đuổi theo giết, ngược lại âm thầm cảm kích cái này yêu thú hắn thân thể như cuồng long hướng ra phía ngoài phóng đi, thanh minh kiếm không ngừng lấp lánh, phàm là hắn ven đường những nơi đi qua, không có triệt để chết hết võ giả đều bị cắt vỡ ít hầu. Đám người này đã muốn giết hắn, hắn giờ phút này phản sát bọn hắn cũng là bình thường. Hưu, kia tử phủ cảnh võ giả luống cuống, nhìn thấy giang giật cuồng sông mà đến, không còn có lực lượng giao chiến, hướng ra phía ngoài bên ngoài sơn động tiêu xạ mà đi. Còn có thể trốn, giang giật đôi mắt lạnh lẽo, điều tập một tia hắc sắc nguyên lực đi lòng bàn chân, tốc độ thoáng cái tiêu thăng, người kia ngay từ đầu tựu bị hắn đả thương nặng, giờ phút này cùng yêu thú chiến một phen thương thế nghiêm trọng hơn, tốc độ cũng chậm không chỉ một lần, vừa mới xông ra sơn động tựu bị giang giật đuổi theo. Chịu chết đi, phúc phố kiếm chi hạ vũ khuynh bồn, giang giật trên thân sát khí tuôn trào ra, thanh minh kiếm bên trên thanh quang lấp lánh, trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy chục đạo kiếm ảnh hướng kia tử phủ cảnh phía sau lưng đâm xuống. a à, người kia quay đầu nhìn một cái, lại nhìn thấy đầy trời kiếm ảnh, căn bản không phân biệt được cái kia thanh là chân thật, kiếm ảnh như mưa như chút nước như mưa to, tránh cũng không thể tránh. Giang giật, dừng tay, tại học viện phụ cận người dám giết người. Đột nhiên, một đạo quát lớn tiếng vang lên, một người mặc màu xanh nhà đạo sư bảo trung niên nhân theo bên cạnh trong rừng cây lóe ra, mặt mũi tràn đầy giận làm. Triệu đạo sư, Giang giật nhìn lướt qua, trong mắt sát ý lại càng đập, thanh minh kiếm không có nửa điểm đình trệ. Trong nháy mắt đâm xuyên qua cái này tử phủ cảnh võ giả mặt, một kích mất mạng thật can đảm, triệu đạo sư giận dữ, trên thân nguyên lực tuôn trào ra, tử phủ cảnh bát trọng thực lực uy áp vô cùng cường đại. Hắn hai chân một điểm, thân thể đã như một cái là báo đi săn hướng giang giật vào tới, tràn ngập sát khí thanh âm vang vọng khắp nơi, giang giật, người dám ngay trước bản đạo sư mặt giết người dựa theo viện quy bản đạo sư muốn đem người giải quyết tại chỗ. chương 85, chủ sử sau màn, dựa theo viện quy giải quyết tại chỗ. Giang giật đùa cợt lấy nhìn qua càng ngày càng gần sát khí ngút trời triệu đạo sư, hắn không có chạy giặc mà cười lạnh quát to, triệu đạo sư, người cấu kết sát thủ mưu hại ta, dựa theo viện quy nên như thế nào ngươi người đạo sư này không muốn làm mệnh của ngươi còn cần hay không chuyện hôm nay huyên náo to lớn như thế, ngươi dám khẳng định phụ cận không ai nhìn thấy. Triệu đạo sư thân hình dừng lại, lập tức trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, cắn răng tiếp tục chạy như bay đến, quát khẽ, giang giật, mặc ngươi như thế nào rảo biện vu hãm. Hôm nay ngươi làm lấy mặt của ta tội giết người không thể tha, bản đạo sư muốn đem ngươi ngay tại chỗ trận pháp khụ khụ, vào thời khắc này, một bên khác một cái trong rừng cây truyền đến một trận tiếng ho khan, bảy tám người núi đuôi nhau mà ra, một người cầm đầu tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy người xúc nụ cười vô hại, nhìn qua Triệu đạo sư cười tủm tỉm nói ra, "Triệu đạo sư, người muốn làm gì muốn làm lấy chúng ta mặt giết học viên sao như vậy không tốt đâu." Tiền vạn quán các ngươi không phải, Triệu đạo sư thân thể lần nữa một trận, trong mắt hung quang lần nữa lóe lên, trầm giọng nói, "Tiền vạn quán, việc này giống như ngươi thông minh, tốt nhất đừng quản." giang giật xúc phạm viện quy. Ha ha, tiền vạn quán cười ha hả cắt ngang triệu đạo sư, mỉa mai nói ra, giang giật coi như phát động viện quy, muốn giết hắn cũng là học viện tuần tra đội sự tình A lại nói. Giang giật giết người thế nhưng là học viện học viên người này niên kỷ ít nhất có 27-28 đi làm sao có thể là học viên nếu là người bên ngoài sông vào học viện địa bàn hành hung. Giang giật vì sao giết không được triệu đạo sư, có người ngươi đắc tội không nổi, ta. Người cũng đắc tội không tầm thường, người nhà của ngươi ở tại hổ khiếu thành A. Triệu đạo sư sắc mặt triệt để thay đổi, nhìn chằm chằm giang giật con ngươi lấp lóe không ngừng, cuối cùng cắn răng hướng tiền vạn quán, quán quay đầu nói ra, tiền thiếu, việc này ta là bị ép vì đó, hy vọng ngươi không muốn liên lụy người nhà của ta. Nói xong triệu đạo sư vậy mà nguyên lực vận chuyển một trường hướng đầu của mình vỗ xuống, đầu lập tức tiên huyết bão táp, thân thể ngã xuống đất trực tiếp tử vong. A, à, giang giật đôi mắt co rụt lại, hắn không nghĩ tới sự tình càng như thế nghịch chuyển cái này đường đường một cái linh thú sơn học viện đạo sư, bị tiền vạn quán một câu bước cho chết. Đầu óc hắn phi thường chuyển động, rất nhanh nghĩ thông suốt một ít chuyện, quay đầu nhìn về tiền vạn quán hỏi, cái này triệu đạo sư là bị người hiếp bách. Ừm, um, hắn coi như giết hay không người cũng phải chết. Tiền vạn quán gật đầu nói, hắn khẳng định bị người bắt được nhược điểm gì, mới có thể bí quá hóa liều, coi như sau khi chuyện thành công người chủ sử cũng sẽ giết người diệt khẩu. Lão đại, người không sao chứ việc này là ta chủ quan, lại bị cái này triệu đạo sư lừa gạt đi, còn tốt tỉnh ngộ được nhanh, nếu không liền phiền toái. Giang giật cười khổ vài tiếng, đối với tiểu mập mạp hiểu lầm ngược lại là phong tiêu mây tạnh. Giống như tiền vạn quán muốn hại hắn, giờ phút này liền sẽ không xuất hiện, triệu đạo sư xuất thủ phía dưới hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết, không bằng hắn vẫn còn có chút trần chờ nói ra, đám người này là thân phận gì là ai phái tới có thể điều tra ra sao đúng rồi. Ta nghe được bọn hắn gọi ảnh bát gì gì đó, Tiền vạn quán vung tay lên, sau lưng mấy người lập tức hướng giang giật bên cạnh cỗ thi thể kia đi đến, còn tại giang giật chỉ thị hạ tách ra hai người lên núi trong động phóng đi. Tiền vạn quán lường thi thể trên đất một chút, khẳng định nói ra không phải ảnh ra người, nếu như là ảnh ra người ngươi rất khó còn sống, đây chính là nhất chuyên nghiệp thích khách. Tiền thông thần, phát cái tín hiệu để lưu đạo sư cùng ảnh sát tới. Tiền ra người nhanh chóng hành động, rất mau đem sát thủ trên tình huống báo, tiền vạn quán sau khi nghe xong giơ ngón tay cái lên nói, lão đại người thật dữ dội a à, một người đánh ngã mười ba người trong đó còn có một cái tử phủ cảnh võ giả năm cái chú đỉnh cảnh đỉnh phong vận khí mà thôi giang giật cười khổ lắc đầu nếu không phải cái kia yêu thú hắn giờ phút này sợ là đã biến thành một cỗ thi thể hắn dừng một chút cùng tiền vạn quán nói ra chuyện nơi đây xử lý như thế nào chết một cái đạo sư việc nhỏ tiền vạn quán lạnh nhạt cười nói chế chút các loại lưu đạo sư cùng học viện tuần tra đội người đến ta đến ứng phó đi cũng không lâu lắm một vị đạo sư nhanh chóng chạy tới, ảnh sát cũng đến đây, tiền vạn quán để ảnh sát cố ý cho Giang giật biểu diễn thoáng cái ám sát thuật, Giang giật nhìn thấy ảnh sát xuất thần nhập hóa ẩn núp chi thuật, lập tức bác bỏ sát thủ là ảnh ra người, nếu như là ảnh ra người sợ là hắn rất khó còn sống sót. Ảnh sát kiểm tra một hồi mấy cỗ thi thể, rất nhanh cười lạnh, Giang giật, người yên tâm đi, không cần ba ngày cái này sát thủ tổ chức ta tự cho ngươi lật ra đến, bất quá phía sau thủ phạm sợ chỉ có tiền thiếu suất mã mới có thể tra ra. Tiền vạn quán lắc đầu nói, triệu đạo sư chết rồi, coi như có thể tra ra một chút dấu vết để lại, có thể đoán được người nào, cũng rất khó tìm đến chứng cứ. Lưu đạo sư rõ ràng là tiền vạn quán bên này người, hắn dò xét một phen lập tức cùng tuần tra đội phát tín hiệu, phụ cận có không ít học viên bị hấp dẫn tới, chờ tuần tra tổ các vị đạo sư tới về sau, phụ cận đã bu đầy người. Chết một cái đạo sư, việc này rất nhanh kinh động đến toàn bộ học viện, tuần tra đội điều tra một phen, đem giang giật cùng tiền vạn quán lưu đạo sư bọn người mang đến học viện. Một vị phó viện trưởng tự mình hỏi thăm chuyện đã xảy ra, cuối cùng cho ra thông cáo để giang giật rất là im lặng. Đám kia thích khách biến thành ngoại lai lưu phỉ, mà triệu đạo sư lại biến thành dũng đấu lưu phỉ liệt sĩ, học viện cho hậu táng. Còn Giang Giật cũng đã trở thành hiệp trợ triệu đạo sư cùng lưu phỉ chiến đấu dũng sĩ, học viện cho thông cáo khen ngợi, cũng cho 500 điểm tích lũy ban thường. Học viện này cũng quá đen tối a à. Giang Giật nghe được tin tức này về sau, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cái này triệu đạo sư rõ ràng cùng đám kia sát thủ cấu kết muốn giết hắn cuối cùng chuyện xảy ra sở tiền vạn quán trả thù mà tự sát ngược lại trở thành liệt sĩ còn có đám người kia rõ ràng là sát thủ phía sau khẳng định có chủ mưu học viện lại không truy cứu một câu lưu thoán sơn phỉ tự cho đuổi lão đại đừng nổi giận a à. tiền vạn quán cười hắc hắc nói việc này đổi lại bất luận cái gì học viện hoặc là đại gia tộc đều là như thế xử lý học viện không có khả năng nói đạo sư cấu kết ngoại nhân mưu hại học viên. Việc này truyền ra, đối với học viện Vinh Dự uy danh tổn hại quá lớn, cái này không cho ngươi 500 điểm tích lũy đền bù sao yên tâm đi, ta người đã đang điều tra, đương nhiên không cần điều tra. Ta đã đoán được là ai." Giang giật Hàn quang lóe lên, trầm ổn nói ra, "là Giang Kỳ Lân." "89 phần 10 đi." Tiền vạn quán gật đầu nói, "Trong học viện cùng ngươi có thù người, ngoại trừ hắn chỉ có Nguyệt Mị Nhi, Nguyệt Mị Nhi không có năng lượng lớn như vậy." "Giang Kỳ Lân là Giang gia trực hệ tử đệ." uy hiếp bách triệu đạo sư quá đơn giản, tùy ý ra điểm tử kim liền có thể mời một nhóm sát thủ, đáng tiếc hắn vẫn là xem thường ngươi. Giang giật sắc mặt yên lặng, sau một lát mới hỏi, việc này có khả năng hay không là Giang nghịch lưu làm. Tiền vạn quán trợn nhìn Giang giật một chút, hỏi ngược lại, Giang nghịch lưu thân phận gì nếu là hắn phái người ám sát ngươi, ngươi xác định còn có thể sống sót. Giang giật tỉnh ngộ lại, ám đạo chính mình quá khẩn trương, hắn trầm mặc một trận khe khẽ thở dài, xem ra coi như điều tra ra làm chủ là Giang Kỳ Lân, trước mắt cũng không thể đem hắn thế nào, chỉ có thể chờ đợi về sau thực lực cường đại lại báo thù. Đúng rồi, cái này điểm tích lũy dùng như thế nào có thể sử dụng bao lâu? Nghĩ đến tăng thực lực lên, Giang giật đột nhiên nhớ tới học viện không phải cho hắn 500 điểm tích lũy sao cái này nghe nói là đồ tốt huyết luyện đệ nhất mới 100 điểm tích lũy. Tiền vạn quán đôi mắt sáng lên, cảm khái nói, đây chính là đồ tốt. Lão đại, người lần này là nhân hỏa đắc phúc A, cái này 500 điểm tích lũy sử dụng hết, Cảnh giới của người tuyệt đối có thể đạt tới chú đỉnh cảnh thất bát trọng. mươi 86, đùa lớn một chút, đây chính là Nam Viện quả nhiên so Tây Viện khí phái nhiều. Sắc trời đã có chút mưa tối, Giang giật đang ăn quá muộn sau bữa ăn lập tức dựa theo tiền vạn quán gợi ý tìm được Nam Viện. Lúc đầu hắn không có điểm tích lũy là tuyệt đối không thể tiến vào. Hôm nay học viện vì che cái nắp, cho hắn 500 điểm tích lũy đền bù, hắn lúc này mới có cơ hội bước vào cái này phổ thông học viên đều không thường thường tiến vào Nam Viện hắn ban ngày muốn đi ra ngoài săn giết yêu thú, triệu đạo sư chết rồi, học viện khẳng định hội mặt khác phái một cái đạo sư dẫn đội, cũng không biết tiền vạn quán có thể hay không khơi thông quan hệ, sở dĩ hắn chỉ có ban đêm mới có thời gian tới này đi dạo. Diễn võ trường, dược luyện các, cơ quan điện, thần bia điện. Giang giật cùng nhau đi tới, thấy được rất nhiều phụ trợ tu luyện khí thất, theo tiền vạn quán nói những này khí thất đều thần kỳ hiệu quả. Tỷ như trong diễn võ trường có khôi lỗi nhân, có thể giúp người võ kỹ nhanh chóng đại thành. Tỷ như dược luyện các, võ giả có thể ở bên trong tiến hành tắm thuốc, tăng lên nhục thể cường độ. Tỷ như cơ quan điện, bên trong có vô số cơ quan, có thể huấn luyện người tốc độ phản ứng chờ chút. Trước mặt khí thất giang giật cũng không thèm để ý, hắn thân thể dừng ở trong một cái đại điện, đây là trong học viện thần kỳ nhất địa phương, thần bia điện. Nơi này tồn phóng 6 tòa bia đá, theo tiền vạn quán nói vài vạn năm đến linh thú sơn học viện hết thảy từng sinh ra 6 vị nghịch thiên cường giả sáu người này không có chỗ nào mà không phải là tung hoành đại lục vô địch tồn tại. Sáu người này tại thực lực đạt tới đỉnh phong nhất lúc, đương đại học viện viện trưởng đều ra mặt cầu bọn hắn tại trên tấm bia đá lưu lại một chút đan võ đạo cảm ngộ, cũng đem những bia đá này đặt ở thần bia điện, cung cấp sở hữu học viên cảm ngộ cúng bái. Đỉnh phong nhất cường giả đan võ đạo cảm ngộ phi thường thưa thớt, cũng đáng được các học viên cúng bái, nhưng mỗi người đan võ đạo cũng khác nhau, mà lại đỉnh phong võ giả đan võ đạo tâm đắc, cũng không phải là mỗi người đều có thể cảm ngộ. Vấn đề chính là ở đây, cái này sáu tòa bia đá tựa như có loại ma lực thần kỳ, vài vạn năm đến bởi vì lĩnh hội cái này sáu tòa bia đá mà thực lực tiêu thăng võ giả nhiều đến mấy trăm người. Còn có 36 người tại trong tấm bia đá cảm mộ đặc thù ý cảnh, cuối cùng phần lớn người đều trở thành đại lục đỉnh cấp cường giả một trong. Sở dĩ cái này thần bia điện trở nên dị thường tôn quý, mỗi lần tiến vào đều cần 300 điểm tích lũy, mà lại ở bên trong nhiều nhất chỉ có thể ngốc một canh giờ. Giống như dùng tử kim tiến vào, thì cần muốn trăm vạn tử kim một lần. Giang giật tại đại điện ngoại trạm một hồi lâu, cuối cùng không có cam lòng tốn hao 300 điểm tích lũy tiến vào, một canh giờ có thể tìm hiểu cái gì vài vạn năm đến linh thú sơn học viện có được học viên ít nhất có trăm vạn người, đi vào tìm hiểu tới người như sang sông Lý Ngư, nhưng chân chính có thể thu hoạch chỉ có mấy trăm người, hắn cũng không dám mạo hiểm. Cuối cùng hắn đi tới một loạt đại điện trước mặt, nơi này là học viện tính tu thất, bên trong có cường đại tụ linh trận, tốc độ tu luyện so bên ngoài nhanh lên gấp 3, luận võ trong điện còn kinh khủng hơn hắn cần nhất liền là nguyên lực cảnh giới tăng lên giang giật tùy ý tìm một cái đại điện tiến vào bên ngoài có hai tên mặc màu trắng hộ giáp học viện hộ vệ đội thành viên cản lại giang giật một người hờ hững quét giang giật một chút lạnh lùng nói nơi này là tĩnh tu thất người không có phận sự không được đi vào giang giật lười nhác cùng loại này mắt chó coi thường người khác người so đo từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài lung lay trực tiếp hướng bên trong đi đến ngọc bài này là học viện phái người cho hắn là chuyên môn ghi chép học viện điểm tích lũy ngọc bài có ngọc bài này cũng đại biểu có thể đi vào nam viện rất nhiều khí thất tư cách giang giật đi vào đại điện phát hiện bên trong đều là từng gian phòng nhỏ mà giờ khắc này sở hữu gian phòng đều là quan bế đại điện trong góc có một cái đài cao phía trên ngồi xếp bằng một tên mặc đạo sư bào nam tử người này nhìn thấy giang giật vào đây mặt không thay đổi mở miệng nói nhất hào tính tu thất đã đủ quân số người đi còn lại tính tu thất đi giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi đi ra phía ngoài kết quả liên tiếp tiến vào năm sáu ở giữa tính tu thất đều là đủ quân số. Tại đi đến đệ thất ở giữa tính tu thất lúc, hắn rốt cục phát một cái phòng nhỏ là không. Bên trong nơi hẻo lánh trong đài cao vẫn như cũng ngồi xếp bằng một lão giả, hắn quét giang giật một chút rũi tay ra, giang giật sướng sở rất nhanh tỉnh ngộ lại vội vàng đem ngọc bài đưa tới. Tính tu nửa ngày một điểm điểm tích lũy, một ngày hai điểm điểm tích lũy, cứ thế mà suy ra, không đủ nửa ngày cũng khấu trừ một điểm điểm tích lũy, người sau khi xuất quan lại đến ta cái này lấy ngọc bài lão giả nhàn nhạt phất phất tay giang giật đang chuẩn bị đi vào bên ngoài một đạo bóng người lại chạy vào đây đem một khối ngọc bài tiện tay hướng lão giả ném một cái liền muốn hướng bên trong căn phòng nhỏ phóng đi ừ giang giật biến sắc thật vất vả tìm tới một cái không gian phòng người này còn muốn đoạt hắn vội vàng bước chân lóe lên ngăn ở cửa ra vào lặng lẽ nhìn qua người này nói vị học viên này sự tình luôn có cái tới trước tới sau a à? sau đến mẫu thân ngươi, cút, lão tử vội vàng bế quan, ngươi một cái nho nhỏ ký danh học viên tính thu cái rắm Người kia trừng giang giật một chút, hùng hùng hổ hổ, người này người mặc học viện thống nhất màu đen võ sĩ bào, sắc mặt có tử sắc quá độ yếu ớt, áo bào ngực có một cái màu trắng tinh tinh, rõ ràng là phổ thông học viên, thực lực cũng đạt tới tử phủ cảnh nhất trọng, tự nhiên xem thường giang giật. Giang giật thân tử không động, sắc mặt lại trầm xuống, lạnh giọng nói ra, vị học viên này, xin chú ý ngươi xử trí tử. Ngươi lại nhục mà ta, ta đem lên báo học viện đội chấp pháp mời bọn họ phán quyết. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Tính tu trong phòng đạo sư đột nhiên mở miệng, giang giật còn tưởng rằng sẽ giúp hắn. Ai ngờ đạo sư kia rất không nhịn được nói ra, nơi này là tính tu thất, không phải đấu chiến đài. Các người có tranh chấp có thể đi nơi đó giải quyết, còn dám ồn ào hai người đều cút ra ngoài cho ta. Ây, giang giật sắc mặt triệt để trầm xuống, người đạo sư này vậy mà rõ ràng giúp người không giúp lý hắn mặt ngoài chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng người kia lại là tử phủ cảnh nhất trọng đi đấu chiến đài quyết đấu lời này hắn cũng có thể nói ra miệng đây không phải nói rõ đuổi hắn ra ngoài sao. Hừ hừ, học viên kiên niên kỷ so giang giật lớn hai ba tuổi, nghe được lời của đạo sư ngạo nghễ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhìn qua giang giật cười lạnh, hoặc là lăn ra ngoài, hoặc là đi đấu chiến đài tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Giang giật giận quá mà cười, hôm nay triệu đạo sư cấu kết sát thủ ám sát hắn, Lúc đầu trong lòng tự ổ lấy nổi giận trong bụng, tăng thêm về sau học viện như thế phán quyết càng làm cho hắn cực độ khó chịu. Giờ phút này nội tâm kìm nén lệ khí triệt để phát tác, hắn dừng một chút lạnh giọng nói ra, bên trên đấu chiến đài có thể, bất quá không thể không có điểm tiền đặt cược a. À, a, à, người kia có chút mơ hồ nháy nháy mắt, còn tưởng rằng nghe lầm, nhìn thấy Giang giật không giống nói đùa, hắn lập tức nụ cười mặt mũi tràn đầy nói ra, được, người muốn đánh cược gì nếu không cược 50 điểm tích lũy ta có thể để ngươi 10 chiêu, chỉ thủ không công điểm tích lũy có thể cược. Giang giật đôi mắt sáng lên, trong lòng âm thầm kinh hỉ, hắn con người đảo một vòng, trên mặt lập tức lộ ra đùa cợt chi ý, nói 50 điểm tích lũy quá ít, muốn làm thì phải làm lớn điểm, cược 300 điểm tích lũy. A, à, học viên này có chút trần chờ, cho dù đối với phổ thông học viên tới nói có rất nhiều con đường thu hoạch điểm tích lũy, thân phận của hắn tôn vinh điểm tích lũy cũng xưa nay không thiếu, nhưng 300 điểm tích lũy cũng không phải số lượng nhỏ, Giang giật nhìn chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng, vẫn là cái ký danh học viên, nhưng phàm là luôn có cái vạn nhất không phải. Giang giật cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói ra, không dám không dám tự cho ta lăn ra ngoài. Ngươi, học viên kia sắc mặt dây lát biến, nghĩ đến Giang giật như thế lạ mặt, tuyệt đối không thể nào là ký danh học viên bên trong mấy vị kia mãnh nhân, cắn răng quát khẽ đi thôi, ta và ngươi cược. chương 87, hắn dở trò lừa bịp, linh thú sơn học viện bên trong không được động võ, càng không thể giết người, có mấy đầu viện quy không phải xúc phạm, nếu không vô luận là ai giết chết bất luận tội. Học viện lớn như vậy, cơ bản có thể bảo trì mấy ngàn học viên, cái này mấy ngàn người bên trong có giàu lại quý cũng có bình dân thiên tài, nhiều người như vậy không thể tránh khỏi hội thường xuyên phát sinh xung đột, sở dĩ tự có đấu chiến đài tồn tại. Đấu chiến đài là dùng đến quyết đấu địa phương, chỉ cần song phương ký giấy sinh tử, thậm chí đều có thể định sinh tử, tại đấu chiến đài bên trên bị đánh tản phế đánh phế đi, học viện hết thảy mặc kệ. Đấu chiến đài cũng tại Nam Việt Giang giật cùng người học viên kia rất đi mau đến một cái đại điện bên ngoài, Giang giật tại đi vào trước đó tìm được một tên phổ thông học viên, từ trong ngược lấy ra một mảnh kim diệp tử, để hắn đi Tây Viện tìm tiền vạn quán thông báo một chút tin tức. Tên học viên này nhìn không phú thì quý, liền tính tu thất đạo sư đều giúp hắn, Giang giật nhất định phải đề phòng hắn điểm. Trần ca, tiểu tử này muốn cùng quyết đấu, cược 300 điểm tích lũy, làm phiền ngươi thông báo một chút. Học viên kia đi đến đấu chiến đài đại điện bên ngoài đối một gã hộ vệ cao giọng nói, giang giật ở một bên thờ ơ lạnh nhạt ám đạo chính mình để cho người ta đi tìm tiền vạn quán quả nhiên không có tìm nhầm người này liền học viên hộ vệ đội đều biết thân phận khẳng định không đơn giản hắn kia hộ vệ đội người xem xét giang giật một chút có chút không dám tin lập tức nở nụ cười gật đầu nói trưởng tôn lão đệ đi vào đi phong đạo sư ở bên trong đâu để hắn chứng kiến là được trưởng tôn lão đệ trưởng tôn ra người giang giật bắt đầu lo lắng mặc dù đoán được người này thân phận không đơn giản lại không nghĩ rằng là trưởng tôn gia người đây chính là thần võ quốc đệ nhất gia tộc A, xếp hạng còn tại Giang gia phía trên, bây giờ vương thất bên trong Thái Hậu, Hoàng Hậu, Thái Tử Phi, thậm chí bao gồm Giang Biệt Ly chính thê đều là trưởng tôn gia người. Sự tình đã đến tình trạng này, Giang giật không có gì tốt hối hận, hắn cùng kia trưởng tôn thiếu ra bước nhanh hướng bên trong đi đến. Bên ngoài đi ngang qua học viên thấy có người quyết đấu, đánh cực vẫn là 300 điểm tích lũy, lập tức cảm thấy rất hứng thú đi theo hướng bên trong người xem. Đấu chiến đài rất lớn, bên trong chỉ có một cái đại điện, trung cực có một cái hình tròn lôi đài. Trên lôi đài một cái trung niên nam đạo sư chính đang nhắm mắt ngồi xuống, nhìn thấy mọi người hò hét ẩm ý đi tới đến, nhướng mày mở mắt. Trường tôn gia thiếu ra gia sợ giang giật đổi ý, lập tức cùng đạo sư kia mở miệng nói, phong đạo sư, người này muốn cùng ta quyết đấu, còn muốn cược 300 điểm tích lũy, mong rằng ngươi làm chứng. Phong đạo sư nhàn nhạt quét giang giật một chút, đồng dạng rất là kinh dị, không bằng hắn tỏa chấn ở đây, dựa theo quy củ chỉ cần học viên đồng ý hắn không phải can thiệp, hắn hờ hững mở miệng nói, song phương lên đài đi, ngọc bài giao cho ta. Trường tôn thiếu ra thân thể bay vọt mà lên, một tay lấy ra một khối ngọc bài đưa cho phong đạo sư, lúc này mới cư cao lâm hạ nhìn qua giang giật, cười lạnh nói tôn tử, lên đây đi. Làm sao sợ, giang giật trên mặt thật có chút khiếp ý, bất quá rõ ràng là trang, hắn trần chờ một chút cắn răng bay lên lôi đài, đem trong tay ngọc bài đưa cho phong đạo sư song phương ngọc bài bên trong điểm tích lũy đầy đủ kia phong đạo sư trong tay nguyên lực toát ra cảm ứng thoáng cái ngọc bài gật đầu nói cuối cùng hỏi các ngươi một lần trưởng tôn phi hồ giang giật các ngươi nhất định phải quyết đấu còn muốn cược 300 điểm tích lũy xác định trưởng tôn gia thiếu gia không chút nghĩ ngợi mở miệng nói lập tức lông mày rất nhanh vẩy một cái giang giật cái tên này làm sao có chút quen tai an ngọc bài này bên trên đều có mỗi người tư liệu phong đạo sư có thể biết giang giật danh tự cũng bình thường giang giật cũng cắn răng nói ra xác định Tốt, quyết đấu bắt đầu. Phong đạo sư thân thể bay vọt mà xuống, quát khẽ, bất kỳ bên nào bị đánh hạ lôi đài, hoặc là nhận thua quyết đấu kết thúc, không được giết người, người thắng đến 300 điểm tích lũy. Dưới lôi đài mấy học viên hưng phấn lên, bên ngoài cũng liên tục không ngừng có người vào đây người xem, 300 điểm tích lũy cũng không phải số lượng nhỏ, trọng yếu nhất chính là song phương thực lực còn như thế cách xa. Tôn tử, ra tay đi, ra để ngươi mười chiêu. Giang giật tiến vào đấu chiến đài sau một mực lộ ra ẩn ẩn khiếp ý, để cái này trưởng tôn phi hồ tựa hồ nhìn thấy 300 điểm tích lũy hướng hắn ngoắc, ngữ khí cũng càng thêm ngông cuồng. Hưu, Giang giật hai đầu gối một khuất, thân thể như là báo đi săn nổ bắn ra mà lên, người ở nửa đường một cái màu xanh đoản kiếm theo trong tay áo trượt ra, một tay hóa thành ba đạo kiếm ảnh hướng trưởng tôn phi hồ đâm tới. Bảo khí ra cũng có, trưởng tôn phi hồ mặt không đổi sắc, tay tại bên hông lắc một cái, một cái nhuyễn kiếm rút ra, kiếm quang lấp lánh hướng giang giật ba đạo kiếm quang đãng đi, phúc phú kiếm chi xuân vũ nguyên miên, miên, giang giật quát lạnh một tiếng, kiếm ảnh biến mất biến thành một đạo, lại như bông nguyên mưa phùn nhẹ nhàng hướng trưởng tôn như hổ mánh khóe đâm tới, một kiếm này nhìn không có chút nào lực sát thương, nhưng góc độ lại dị thường xảo trá tàn nhẫn. So với ta kiếm pháp muốn chết, trưởng tôn phi hồ đùa cợt cười một tiếng, mềm kiếm nhất xuân thân kiếm kia lại như như độc xảo uốn éo, nhẹ nhõm đánh vào giang giật thanh minh kiếm bên trên, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, giang giật người cùng thanh minh kiếm đều bị đẩy ra đi hạ vũ khuynh bồn, giang giật thân thể không có nửa khắc dừng lại, trường kiếm huyễn hóa thành mạn thiên mưa kiếm, đem trường tôn phi hồ bao phủ đi vào. Giang Vân Hải cho hắn địa giai võ ký phúc vũ phú kiếm chỉ có bốn thức, bất quá mỗi một chiêu đều có hoàn toàn khác biệt uy lực, đáng tiếc giang giật đều chỉ là nhập môn mà thôi, uy lực có hạn. Độc xà hóa giao, đối mặt đầy trời trường kiếm, trường tôn phi hồ quả thực là một bước không lùi, nguyễn kiếm đột nhiên trở nên thẳng tắp, như một đầu như độc xà hướng giang giật đâm tới. Một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Cái này Trưởng Tôn Phi Hồ chiến thuật không tệ, Giang giật kiếm quá ngắn, còn không có đâm đến hắn, đoán chừng liền bị hắn đâm chết rồi. Mưa Thu Tiêu Sắt, Giang giật kiếm phong nhất chuyển, đầy trời kiếm ảnh lần nữa biến mất, lần này Thanh Minh kiếm lại rời khỏi tay, hóa thành một cái phi kiếm hướng Trưởng Tôn Phi Hồ mà đi, lạnh thấu xương sát ý như mưa thu rét lạnh tiêu sắt. Ha ha, Trưởng Tôn Phi Hồ cười một tiếng dài, thân thể như thiểm điện uốn éo, hiểm hiểm tránh thoát Giang giật phi kiếm. Giang giật không còn bảo khí, hắn cái này lăng lệ kiếm pháp còn thế nào phóng thích hắn tựa hồ đã thấy thắng lợi cùng hắn ngoắc. Huyễn ảnh quyền, thừa dịp trưởng tôn phi hồ tránh né trong nháy mắt, Giang giật nhanh chóng cận thân, một cái trên nắm tay nguyên lực vần quanh, huyễn hóa thành ba cái quyền ảnh hướng cánh tay hắn bên hông cùng đầu đập tới. Hừ, thứ mấy chiêu kết thúc đi, trường tôn phi hồ cười lạnh một tiếng, trường kiếm nhất đáng, kia nhuyễn kiếm lại thay đổi thành một đầu độc xà hướng Giang giật bên hông quét tới, đồng thời một cái tay khác hóa thành thiết quyền hướng giang giật ba cái nắm đấm đãng đi. Đúng vậy, kết thúc, giang giật xấu ở trong tay áo tay phải rốt cục động, kỳ thật tại trường tôn phi hồ bị hắn cận thân một khắc này, chiến đấu đã kết thúc. Cái này trường tôn phi hồ quá mức kiêu ngạo, khinh địch thường thường đều là chí mạng. Bạo nguyên trưởng giang giật lòng bàn tay sáng lên một đạo màu xanh lam sấm quang mang, một cỗ minh mông nguyên lực đổ xuống mà ra trong nháy mắt bạo tạc. Tại trường tôn phi hồ trường kiếm còn không có đâm đến giang giật thân thể lúc, hắn đã bị tạc bay ra ngoài. ầm, um, trường tôn phi hồ toàn bộ cánh tay đều bị tạc đến máu thịt be bét, bạch cốt xâm xâm, thân thể của hắn cũng trực tiếp bị nổ xuống lôi đài. a, à, trên lôi đài đột nhiên kịch biến nghịch chuyển, đem phía dưới một đám người hù đến sửng sốt một chút. giang giật rõ ràng chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng có thể phát ra như thế cường đại công kích huy lực này tuyệt đối nhưng so sánh từ phủ cảnh nhị trọng a à. a à, nằm trên mặt đất đau đến lăn lộn gào thảm trường tôn phi hồ hung tận nhìn chằm chằm giang giật giống lên, phòng đạo sư, hắn dở trò lừa bịp. Cố ý giấu giếm thực lực lừa gạt ta, cái này quyết đấu không thể chắc chắn. mươi 88, sát lục thiên quân, nghe được trưởng tôn phi hồ tiếng giống, giang giật im lặng lắc đầu, một câu nói nhảm đều chẳng muốn nói, ánh mắt nhìn về phía phía dưới phong đạo sư. Để hắn chấn kinh ngạc chính là, kia phong đạo sư đưa tới một tên hộ vệ đội thành viên cho trưởng tôn phi hồ chữa thương về sau, sắc mặt âm lãnh quét về phía giang giật mở miệng nói, chỉ là cùng đài thi đấu làm sao hạ như thế ngoan thủ trưởng tôn học viên đã thụ trọng thương, cái này quyết đấu tiền đặt cược tựu hết hiệu lực đi, giang giật học viên ngươi xem coi thế nào. Giang giật cười, phụ cận có các vị học viên lại coi là nghe lầm, nếu là quyết đấu như vậy thụ thương không thể tránh được, đấu chiến đài từ trước quy củ cũng là đao kiếm không có mắt, thụ thương là chuyện thường. Cái này phong đạo sư trước mặt nhiều người như vậy, càng như thế thiên vị trưởng tôn phi hồ mặc dù là thương lượng khẩu khí, nhưng nói rõ dùng đạo sư thân phận tại áp giang giật không thế nào, giang giật một bụng hỏa chính không có địa phương phát tiết, giờ phút này tự nhiên không cho nửa điểm mặt mũi, cười lạnh nói, phong đạo sư, theo đấu chiến đài quy củ đi thôi. đương nhiên, giống như người cưỡng chế phải làm phế ta cũng không có cách, chỉ có thể đi viện trưởng kia trình bày chi tiết. ừ, phong đạo sư trong mắt hàn quang lóe lên, cái này nho nhỏ ký danh học viên càng như thế không hiểu vị còn muốn dùng viện trưởng áp hắn, phía dưới rất nhiều học viên cũng biến sắc. Giang giật cư nhiên như thế kiên cường phong đạo sư dù nói thế nào cũng là đạo sư đắc tội đạo sư về sau ở trong học viện còn thế nào lăn lộn. Xa xa xa, đúng lúc này bên ngoài đột nhiên đi tới mấy người, cầm đầu rõ ràng là một thân màu đồng cổ làn da, xoáy đến bỏ đi chiến vô song, ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân quét qua, cuối cùng rơi vào giang giật trên thân lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, giang huynh, ta nghe nói ngươi tại cái này quyết đấu làm sao cũng không gọi ta tới trợ uy hạ. Phong đạo sư biến sắc, hai tên hộ vệ đội thành viên cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng chiến vô song vào học viện không bao lâu nhưng dữ dội đến cực điểm chỉ là ba ngày tựu khiêu chiến năm tên phổ thông học viên bởi ký danh học viện tấn cấp trở thành phổ thông học viên mà lại hắn làm chiến thần nhất tộc truyền nhân mặc kệ là thân phận vẫn là thiên tư đều rất thụ học viện coi trọng nhân vật như vậy vậy mà gọi giang giật giang huynh còn như thế thân mật phong đạo sư bản còn có chút trần chờ giờ phút này trong lòng lập tức làm ra quyết định mở miệng nói, lần này quyết đấu đã kết thúc, theo quy củ giang giật thắng được 300 điểm tích lũy. Phong đạo sư nguyên lực vờn quanh hai cái ngọc bài, trưởng tôn phi hồ ngọc bài rất nhanh tối sầm lại, giang giật ngọc bài lại phát sáng lên. Các loại giang giật tiếp nhận ngọc bài quán chú nguyên lực xem xét, trên ngọc bài quả nhiên xuất hiện 82 chữ, cho thấy hắn học viện điểm tích lũy nhiều 300. Tôn tử, người cho ra chờ lấy, mối thù hôm nay, ta trưởng tôn phi hồ tuyệt đối gấp 10 báo chi. Trường tôn phi hồ lưu lại một câu ngoan thoại bị hộ vệ đội thành viên mang về chữa thương giang giật cùng chiến vô song đi ra vừa mới đi đến bên ngoài liền thấy tiền vạn quán mang theo 4 năm người nhanh chóng đi tới phát hiện giang giật bình yên vô sự mới mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm nhìn qua chiến vô song nói vô song đại ca cũng tại a à, lão đại không có sao chứ không có việc gì giang giật nhẹ gật đầu bốn phía nhìn nhìn hạ thấp giọng hỏi lần này còn may mà chiến công tử nếu không cái này 300 điểm tích lũy sợ là muốn bị bọn hắn lại, đúng rồi. Cái này phong đạo sư là trưởng tôn gia người, việc rất nhỏ, chiến vô song khoát tay áo, giải thích nói, linh thú sơn học viện làm đại lục tam đại học viện một trong, có được thần kỳ tuần thú thuật, lại chỗ chúng ta thần võ quốc cùng đại hạ quốc chỗ va chạm, hai nước đại gia tộc tự nhiên muốn an bài một số người vào đây. Tỷ như tiền gia an bài người tự nhiều nhất, bất qua thập đại phó viện trưởng cùng viện trưởng vị trí bất kỳ gia tộc nào đều rất khó cầm xuống. Giang giật âm thầm giải sầu, học viện cao tầng đã không có trưởng tôn ra cùng Giang ra người, chỉ ít hắn ở trong học viện là an toàn. Tốt, chiến vô song nhìn thấy tiền vạn quán cười tùm tìm lại muốn nói lôi kéo làm quen, hơi không kiên nhẫn khua tay nói, ta vào thần bia điện đi chơi, chư vị tùy tiện. Chiến vô song dẫn người rời đi, Giang giật nhìn qua bóng lưng của hắn cảm khái nói, chiến gia quả nhiên không thiếu tiền, chiến vô song không có điểm tích lũy, cái này từ kim hoa đến như lưu thủy A. Hắn là chiến thần nhất tộc truyền nhân, chỉ cần hắn thực lực có thể nhanh chóng tiến bộ, tử kim khẳng định không là vấn đề. Tiền vạn quán gật đầu tán đồng nói, Giang giật nhướng mày, hỏi lần nữa, trưởng tôn phi hồ là thân phận gì? Trực hệ tử đệ, không phải cấp cao nhất hai vị kia thiếu gia. Tiền vạn quán trên mặt lộ ra một vệt sầu lo, ngưng trọng nói ra, lão đại, về sau ngươi ra học viện sau tận lực không nên cùng ta đi ra, ở trong học viện ngược lại là không có việc gì. Ra ngoài rồi chỉ cần cùng với ta trưởng tôn phi hồ không động được ngươi. Được rồi, vạn quán ngươi đi giúp ngươi đi, ta tính tu đi. Giang giật cảm kích vỗ vỗ tiền vạn quán bả vai, mặc dù hắn biết rõ cái này tiểu mập mập là ở trên người hắn đánh cực một cái, trên bản chất là cái thương nhân, nhưng hắn nội tâm đã tiếp nhận người bạn này. Cáo biệt tiền vạn quán, Giang giật lần nữa hướng tính tu thất đi đến, bất quá sắc trời đã không còn sớm, đi tính tu đến buổi sáng ngày mai cũng coi như nửa ngày, Giang giật cảm giác có chút không có lời. Thần bia điện, đi ngang qua thần bia điện thời điểm, Giang giật theo bản năng dừng lại bước chân, chiến vô song thế nhưng là vừa mới đi vào, nơi này tựa hồ có loại ma lực thần kỳ hấp dẫn lấy hắn. Vào xem, Giang giật trần chờ, 300 điểm tích lũy cũng không phải số lượng nhỏ, có thể tính tu 150 10 ngày. Suy tính một lát, cuối cùng Giang giật không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ cắn răng hướng bên trong đi đến, dù sao vừa rồi thắng 300 điểm tích lũy, coi như không có đánh trận này. Ngọc bài, cửa đại điện như cũng có hai cái hộ vệ đội thành viên thủ vệ, một người mặt không thay đổi cản lại hắn, Giang giật lấy ra ngọc bài đưa tới, người kia hờ hững gật đầu nói, một canh giờ 300 điểm tích lũy, người chỉ có 800 điểm tích lũy, nhiều nhất ở bên trong mốc hai canh giờ, đi vào đi. Các loại Giang giật đi vào về sau, hai tên hộ vệ đội thành viên liếc nhau đều lộ ra vẻ châm chọc, một người trong đó còn nhẹ âm thanh đùa cợt nói, chú đỉnh cảnh ngũ trọng liền chân chính võ giả cũng không tính là liền muốn cảm ngộ thần bia đầu óc bị lừa đá đi. Cái này thần bia điện thật lớn, Giang giật đi tới về sau, phát hiện bên trong là một cái rộng lớn vô cùng đại điện, ngay phía trước còn có 6 đầu hành lang, liên tiếp lấy 6 cái thiền điện, bên trong hiển nhiên trưng bày sáu tòa thần bia. Thời gian cấp bách, Giang Giật cũng không dám dừng lại lâu, tùy ý tìm một đầu hành lang đi vào. Bên trong quả nhiên là một cái thiền điện, chính giữa đứng thẳng lấy một cái hình người pho tượng, pho tượng hai bên trưng bày hai cái bia đá, trong đó một cái phía trên khắc lấy chữ nhỏ, một cái khác lại một chữ không có, chỉ có một cái quỷ dị dường giả đồ án. Người này không chịu thua kém sát khí, chỉ là một tòa pho tượng lại để cho người ta không dám nhìn thẳng. Giang giật nhìn lướt qua pho tượng kia có loại cảm giác hít thở không thông, người kia mái đầu bạc trắng, đôi mắt như máu, người mặc huyết hồng chiến giáp, cầm trong tay một cái huyết hồng trường kích, nhìn tựa như một tôn sát thần. Sát lục thiên quân, một vạn năm trước đại lục vô địch tồn tại, cả đời chinh chiến mấy vạn tràng, giết địch quá ngàn vạn, dưới tay hắn chưa từng người sống. Giang giật quét qua bên trái bia đá, thấy là pho tượng người này cuộc đời giới thiệu vắn tắt, người này cực kỳ khủng bố được vinh dự giết chóc tên điên, cả đời tung hoành đại lục cùng thế hệ vô địch thủ, giết địch vậy mà quá ngàn vạn. Cái này thần bia điện một canh giờ cần phải 300 điểm tích lũy, Giang giật tùy ý nhìn lướt qua cũng không dám nhìn nhiều. Vội vàng hướng một cái khác bia đá đi đến, rất rõ ràng tấm bia đá này bên trên cái kia quỷ dị đồ án liền là cái này sát lục thiên quân lưu lại. Để Giang giật rất buồn bực là, hắn đem cái này trên tấm bia đá hạ tả hữu đều nhìn mấy lần, cái kia quỷ dị đồ án cũng nghiên cứu thật lâu lại không thu hoạch được gì, hắn căn bản xem không hiểu bức đồ án kia đại biểu có ý tứ gì. Thời gian đã qua gần nửa canh giờ, mắt thấy 300 điểm tích lũy liền muốn lãng phí. Giang giật nội tâm rất là cấp bách, cũng không muốn đi đến còn lại thiền điện, vạn nhất có người hắn lại muốn lãng phí một chút thời gian. Cái này phía trên đồ án đại biểu có ý tứ gì là võ kỹ vẫn là thứ gì cái này đồ án quá dườm già, rất nhiều nơi căn bản nhìn không ra tinh tường a. À. Giang giật mơ hồ nháy nháy mắt, đột nhiên vỗ đầu một cái thầm mắng mình quá ngu, hắn có thể dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thị lực A, nói không chừng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Ông, mà tại hắn triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực đi con mắt nhìn về phía bia đá lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên tấm bia đá đột nhiên tản mát ra một trận lóa mắt hồng quang, một cỗ kinh khủng đến cực điểm sát khí theo trên tấm bia đá phóng xuất ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ học viện, kinh động đến toàn viện người. Chương 89, chân lý võ đạo. A, thần bia điện bên trong một cái thiền điện chiến vô song chính đối một cái bia đá lĩnh hội cảm nhận được kia cỗ sát khí kinh thiên hắn bản năng lập tức rời khỏi thiền điện lại phát hiện trong chính điện đều là người tại còn lại thiền điện cảm mộ người đều lui ra phía ngoài hộ vệ cũng tiến vào toàn bộ ánh mắt khóa chặt một cái thiền điện tất cả mọi người chớ khẩn trương là có người xúc động thần bia chân lý võ đạo cũng không có cường giả đột kích một thanh âm đột nhiên vang lên thanh âm không lớn lại vang vọng tại tất cả mọi người bên tai trong chính điện hai tên hộ vệ lập tức kinh hô lên, là viện trưởng. Gia Cát Lưu Vân, chiến vô song trong mắt quang mang nổ bắn ra, vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi viện trưởng thế nhưng là đại lục một trong người đại cường giả, lại cũng đã bị kinh động chân lý võ đạo chẳng lẽ có người tham mộ một khối thần bia. Hưu, Bắc viện phương hướng vô số người bay vụt mà đến, trong học viện rất nhiều đạo sư đều đã bị kinh động, phụ cận học viên cũng bị hấp dẫn hướng bên này vào tới, bất quá bị mấy tên chạy tới học viện hộ vệ ngăn ở bên ngoài tham kiến bảy vị phó viện trưởng, chư vị đạo sư. Bên ngoài từng đạo cung kính hành lễ âm thanh rất nhanh chuyển đến, hơn 40 người nối đuôi nhau mà vào, chiến vô song quét qua phát hiện đều là học viện đạo sư, phía trước nhất rõ ràng là bảy vị phó viện trưởng. Toàn bộ người đều ra ngoài, thần bia điện tạm thời quan bế, một tên chống quải trượng tóc bạc lão ẩu hờ hững mở miệng nói, chiến vô song bọn người chỉ có thể ngượng ngùng đi ra phía ngoài, hộ vệ đội vội vàng đem thần bia điện đại môn quan bế, hơn 40 người nhẹ giọng hướng cái kia thiền điện đi đến, bất quá tại thiền điện cửa ra vào lại đứng thẳng, toàn bộ ánh mắt khóa chặt đứng ở bên trong giang giật. Học viên này là ai ai nhận biết, tóc bạc lão ẩu hiển nhiên thân phận cực cao, nàng nhìn lướt qua bên trong ngơ ngác đứng thẳng giang giật, nhẹ giọng hỏi. Là hắn, một tên người mặc váy trắng mỹ lệ nữ tử thở nhẹ, tóc bạc lão ẩu lập tức hướng nàng nhìn lại hỏi, như tuyết, người này ngươi biết. Nữ tử váy trắng chính là trong học viện nổi danh băng sơn Mỹ nữ tô như tuyết, nàng gật đầu nói, tề viện trưởng, hắn gọi giang giật, là cái này kỳ ký danh học viên, mặt ngoài thực lực chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng, chân thực chiến lực lại đạt đến tử phủ cảnh nhất nhị trọng, đúng rồi. Hôm nay dưới núi sát thủ đánh giết liền là hắn, liễu viện trưởng hẳn phải biết. Bên cạnh một người nho nhã trung niên nhân gật một cái nói, đúng vậy, hắn nguyên bản không có điểm tích lũy, học viện bồi thường 500 điểm tích lũy cho hắn, không nghĩ tới hắn lại dùng điểm tích lũy tiến vào thần bia điện, còn xúc động trong tấm bia đá chân lý võ đạo, Tóc bạc lão ẩu tề viện trưởng nhìn lướt qua giang giật, nghi hoặc hỏi, mặt ngoài cảnh giới xác thực chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng A, như tuyết ngươi xác định hắn tổng hợp chiến lược có thể đạt tới tử phủ cảnh. Đúng, tề viện trưởng, tô như tuyết gật đầu nói, hắn từng tại thiên võ thành giết qua mấy chục người, còn đánh giết qua một tên tử phủ cảnh nhất trọng võ giả, đúng, hôm nay sát thủ tựu có một người là tử phủ cảnh nhất trọng võ giả. Vậy người này liền là một cái quái tài. Tề viện trưởng ánh mắt lộ ra một tia cực nóng, nhìn về phía Giang Giật nói cái này sát lục thiên quân chân lý võ đạo phi thường cường đại, giống như học viên này có thể cảm ngộ, học viện chúng ta đem có thể tái xuất một cái tuyệt thế thiên tài, bất quá coi như phát động thần bia bên trong chân lý võ đạo cũng không nhất định có thể cảm ngộ, cái này muốn nhìn ngộ tính của hắn cùng vận khí. Bên ngoài nháo lật trời, Giang Giật cái gì cũng không biết, thậm chí giờ phút này hắn cũng không biết hắn ở đâu. Tại hắn triệu tập hắc sắc nguyên lực tăng cường thị lực nhìn về phía bia đá lúc, đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên, trước mắt hình tượng cải biến, phía trước pho tượng hai cái bia đá biến mất, hắn cảm giác đi tới một cái kỳ dị địa phương. Đây là một mảnh hoang dã, bốn phía một mảnh tiêu sắt, không ai, liếc mắt nhìn qua không nhìn thấy bờ. Mà ngay tại giang giật kinh nghi bất định thời điểm, nơi xa đột nhiên vang lên một trận chiến mã tề bôn thanh âm, chậm rãi thanh âm càng lúc càng lớn, mặt đất đều chấn động, giang giật bên trái trên đường chân trời xuất hiện một vệt đen, hắc tuyến rất nhanh bắt đầu biến thành hắc vân, hắc nguyên dần dần mở rộng, cuối cùng chiếm cứ giang giật toàn bộ ánh mắt. Lão thiên, nhiều người như vậy, cái này có trăm vạn đi. Giang giật thấy hãi hùng khiếp phía, cảm giác hô hấp đều đình chỉ, loại kia đại quân áp cảnh nghiền ép hết thảy khí tức, cho người ta tâm linh chấn động quá cường liệt, kia phô thiên cái điện sát khí tựa như từng tòa đại sơn áp hướng hắn, để hắn khí huyết quay cuồng, không thể tự kiềm chế. Cũng may kia trăm vạn đại quân trực tiếp hướng bên phải chạy như điên, tựa hồ cũng không có phát hiện hắn, hay là đây chỉ là hình ảnh cũng không phải là chân thực, hưu ngay tại giang giật nội tâm kinh nghi thời điểm bên phải một đạo bóng người đột nhiên mà đến ngạo nghễ không sợ hướng kia trăm vạn đại quân phóng đi sát lục thiên quân giang giật hai mắt sáng lên người kia mái đầu bạc trắng một thân huyết hồng sắc chiến giáp cầm trong tay một cái màu đỏ trường kích không phải sát lục thiên quân là ai không bằng hắn con ngươi cùng pho tượng khác biệt là màu đen pho tượng bên trên lại là màu đỏ giết kia trăm vạn đại quân toàn bộ rút ra màu đen chiến đao cùng kêu lên bạo giống thanh âm mặc kim liệt thạch thẳng phá trời cao, chấn động đến giang giật thân thể run lên suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sát khí kia lại là càng đậm, như đông vũ khiến người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Chết, một đạo lãnh nhược vạn năm sông băng thanh âm vang lên, thanh âm này nghe cũng không lớn, lại cảm giác lấn át trăm vạn đại quân cùng giống. Sát lục thiên quân thân thể đứng ở đại quân phía trước vạn trược, trong tay trường kích chậm rãi nâng cao, mái đầu bạc trắng không gió mà bay, cái kia trong mắt màu đen cũng chậm rãi biến đỏ, cuối cùng hoàn toàn biến thành huyết hồng máu của hắn đỏ trường kích sáng lên hồng quang, một cỗ càng khủng bố hơn sát khí từ trên người hắn phóng xuất ra, luồng sát khí này xuất hiện trong nháy mắt, khắp nơi không khí tựa hồ cũng đình chỉ lưu động. Loảng xoảng giang giật cũng nhịn không được nữa, toàn bộ thân thể sụi lơ xuống tới, hắn hoảng sợ nhìn qua kia thân ảnh màu đỏ ngòm, nội tâm chấn kinh đến không gì sánh kịp, một người sát khí làm sao có thể che lại trăm vạn đại quân sát khí. Loảng xoảng âm, cùng một thời gian, kia trăm vạn đại quân vô số chiến mã bị áp đến trên mặt đất, từng mảnh nhỏ người đi theo bị ngã bay ra ngoài, tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều là hoảng sợ bối rối chi ý, trăm vạn đại quân tạo thành sát trận, thế mà bị một người sát khí cho đơn giản phá mất. Nhân đạo bất công, thây nằm trăm vạn, thiên đạo bất công, giết hết chư thiên, sát lục thiên quân trầm hống một tiếng, cả người hóa thành một đạo mũi tên hướng phía trước bắn tới, hắn trường kích đột nhiên phun ra trăm trượng khí lãng, nương theo lấy trường kích vung vẩy như cắt rơm dạ trong đám người đảo qua, vô số đầu người chân cụt tay đứt bay tứ tung, Tiên huyết bay đầy trời, hoang dã biến thành luyện ngục. Đây là người hay là thần lại bằng vào sát khí lực áp trăm vạn người, để bọn hắn không dậy được một tia phản kháng chi tâm đây là nhân lực có thể làm được sao? Giang giật cả người đều mộng, đồng thời đôi mắt của hắn cũng đột nhiên bắt đầu phiếm hồng, trong đầu của hắn hồi tưởng lại tại Thiên Võ Thành Tây Sơn một màn kia, nội tâm đột nhiên dâng lên cường đại sát cơ, tựa hồ bị phía trước hình tượng xúc động, gây nên cộng minh. Ầm, um, chỉ là trong chốc lát phía trước trăm vạn đại quân lại không có người nào đứng thẳng, tất cả mọi người bao quát chiến mã đều bị chém thành thịt nát, chàng diện nhìn thấy mà giật mình, làm người ta buồn nôn, tâm trí không kiên người nhìn thấy sợ là đều sẽ điên rồi. Cũng may giang giật giờ phút này trong đầu đều là Tây Sơn một màn kia, mà chờ hắn lấy lại tinh thần, trước mắt hình tượng đã chậm rãi biến mất, hắn cuối cùng chỉ thấy một đôi đỏ như huyết đôi mắt, một đôi tựa hồ có thể thấm nhuần hết thảy, xem thấu tâm linh của hắn con ngươi. Hô hô, hắn nhìn thấy trước mắt hình tượng biến ảo, lại về tới trong học viện thần bia điện bên trong, hắn như chút được gánh nặng thở ra một hơi thật dài. Cả người thoát lực quỳ một gối xuống trên mặt đất há mồm thở dốc không ngừng, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, trong đầu còn vẫn như cũ còn tại hồi tưởng đến vừa rồi kinh khủng đến cực điểm hình tượng, còn có cặp kia sát khí ngút trời huyết hồng con ngươi. Chương 90, đáng tiếc, xa xa xa, sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân, để Giang giật đánh thức. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy đúng là vô số khuôn mặt xa lạ, cũng may còn có mấy người xem như quen mặt, nhất là tô như tuyết tấm kia băng lãnh thiếu mỹ mặt để hắn có chút tâm. Giang, Giang giật học viên ta là học viên tề viện phó, người không sao chứ tóc bạc lão ẩu mở miệng, trong mắt vẫn như cũng một mảnh lửa nóng. Giang giật lay động một cái đầu, đem trong đầu kia kinh khủng hình tượng vung đi, lúc này mới thở ra một hơi thật dài nói, tề viện phó, ta không sao. a à, một đám đạo sư sắc mặt lúng túng, Giang giật người này thật đúng là thành thật a tề viện trưởng tự xưng phó viện trưởng, hắn thật đúng là đi theo gọi phó viện trưởng, toàn bộ học viện ai không phải gọi viện trưởng. Cũng may tề viện trưởng cũng không hề để ý những này, nàng ân cần nhìn qua giang giật nói, giang giật học viên, ngươi là có hay không? Cảm ngộ sát lục thiên quân chân lý võ đạo, chân lý võ đạo, giang giật mê mang nháy nháy mắt, hỏi cái gì là chân lý võ đạo? Cái này, rất khó cùng ngươi giải thích, tề viện trưởng trần chờ một phen, nói ra, liền là ngươi là có hay không tại thần bia bên trong cảm ngộ đến vật gì đặc biệt? Giang giật trầm ngâm, đôi mắt bên trong một mảnh mờ mịt, rất nhanh lắc đầu, không, cái gì đều không có cảm ngộ đến, ta chỉ là nhìn thấy một bức rất khủng bố hình tượng. Phò tượng bên trên người này đang không ngừng giết người, giết trọn vẹn trăm vạn người, nhất hậu nhân giết hết, bức tranh đó cũng đã biến mất. Ây, mười mấy tên đạo sư ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh cũng đều mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, cái này thần bia là sáu vị trí cường giả dùng lớn lao pháp lực thần thông lưu lại, có thể xúc động thần bia cấm chế, nhìn thấy bọn hắn để lại đồ vật, kia là cơ duyên lớn, còn như có thể hay không tại cơ duyên này bên trong thu hoạch tựu xem vận khí cá nhân. Mà giang giật, tựa hồ cũng không có bắt lấy cơ hội này. Tề viện trưởng còn không hết hy vọng, hỏi lần nữa, người thật không có đạt được bất kỳ vật gì tỉ như võ khí A, khẩu quyết A, hoặc là đặc thù đồ vật, tóm lại sát lục thiên quân truyền cho người bất kỳ vật gì tin tức đều tính toán. Không có, giang giật khẳng định trả lời, ta nhìn thấy bức tranh liền là sát lục thiên quân tại giết người, giết người xong hình tượng tự biến mất, hắn cũng không có chuyển cho ta bất kỳ vật gì. Ai, đáng tiếc, tề viện trưởng u u thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, cái này sát lục thiên quân lưu lại chân lý võ đạo trong lịch sử cũng bị hai người phát động qua, bất quá cùng giang giật học viên đồng dạng thứ gì đều không được đến, chẳng lẽ cái này sát lục thiên quân vật lưu lại quá mức huyền diệu, không đến cảnh giới nhất định cảm ngộ không được. Tề viện trưởng nói xong cùng còn lại phó viện trưởng liếc nhau, gật gù đắc ý đi ra phía ngoài, chư vị đám đạo sư cũng đều trực tiếp rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Giang giật một người. Giang giật nhìn bia đá một trận, trong đầu cặp kia con mắt đỏ ngầu lại nổi lên. Hắn theo bản năng hướng pho tượng cặp mắt kia nhìn lại, nhưng lại phát hiện pho tượng con mắt cùng trong đầu cặp kia không giống nhau, tựa hồ ít một chút đặc thù thần vận. Quan sát một trận, Giang giật đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng bước nhanh đi ra phía ngoài, hắn không biết ở bên trong chờ đợi bao lâu, kia mấy trăm điểm tích lũy chớ để cho khấu trừ xong. Tề viện trưởng bàn giao, người lần này phát động chân lý võ đạo, điểm thích lũy tự miễn trừ. Để Giang giật vui mừng chính là, phía ngoài hộ vệ đem ngọc bài cho hắn, cũng không có khấu trừ hắn một điểm điểm thích lũy. Mà khi hắn hướng ra phía ngoài quét qua lại nhìn thấy bên ngoài đứng đầy người, đen nghịt một mảnh. Lão đại, tiểu mập mạp dẫn một đám người đi tới, trong đó có chiến vô song cùng muội muội của hắn chiến lâm nhi, tất cả mọi người một mặt kính để cùng hâm mộ, tiểu mập mạp đi tới hạ giọng nói ra, lão đại, người quá lợi hại, ta tiền vạn quán không nhìn lầm người, người quả nhiên là tuyệt thế thiên tài a, à, người cảm ngộ cái gì? chiến vô song cũng trầm giọng hỏi, giang giật, người cảm ngộ chân lý võ đạo? không có, giang giật lắc đầu, nhìn thấy người nhiều như thế, cười khổ nói, trở về rồi nói sau. mọi người vội vàng về phía tây viện đi đến, nương theo lấy đạo sư cùng giang giật bọn người rời đi, phụ cận người cũng đều kinh nghi bất định tản lái đi. rất nhanh một đạo lời đồn đại theo đạo sư trong miệng truyền ra tiêu trừ vô số học viên hiếu kỳ chi tâm cũng làm cho bọn hắn tiếc nuối sau khi trong lòng có chút cân bằng giang giật mặc dù phát động thần bia bên trên cấm chế nhưng cũng không có cảm ngộ chân lý võ đạo lão đại người thật không có cảm ngộ vậy quá đáng tiếc tây viện trong một khu nhà nhỏ tiểu mập mập một mặt bi thống chiến vô song chiến lâm nhi mấy người cũng mặt mũi tràn đầy tiếc nuối giang giật nhưng vẫn là tỉnh tỉnh mê mê dừng một chút hỏi cái gì là chân lý võ đạo a à? Chiến vô song giải thích, chân lý võ đạo là một loại đặc thù đan võ đạo tinh ví, cái này không giống với võ kỹ, cũng khác biệt tại thiên đạo, là một cái trí cường giả mới có thể căn cứ thiên đạo cảm ngộ ra đặc thù ý cảnh. Tỷ như hỏa chi chân ý, cảm ngộ loại này chân ý người, nguyên lực sẽ trở nên nóng rực lên, uy lực công kích ít nhất gia tăng gấp đôi. Lại tỷ như chấn tây vương, hắn tự sáng tạo bá vương chân ý, loại này chân ý một phóng xuất ra, đối thủ giống như thực lực không bằng hắn sẽ bị hắn đè lên đánh, Chiến lực không đủ ban đầu một phần ba Nguyên lai like đây chính là chân lý võ đạo Giang giật đôi mắt sáng lên Hắn hồi tưởng lại sát lục thiên quân kia sát khí kinh thiên Sát khí kia vừa ra trăm vạn đại quân đều bị chân áp Không người lên phản kháng chi tâm mặc cho sát lục thiên quân xâm lược Nội tâm lần nữa khuấy động không thôi Làm sao lão đại Người có rõ ràng cảm mộ sao tiểu mập mạp nhìn thấy Giang giật biểu lộ Lập tức ân cần hỏi han Giang giật không có trả lời Trong lòng tựa hồ bắt lấy chút gì nhưng tinh tế đi cảm ứng nhưng lại không có cái gì dừng một hồi hắn lắc đầu nói ra không có ta cái gì đều không có cảm ngộ không có việc gì có thể phát động thần bia bên trong cấm chế giang giật ngươi cũng không phải cái phạm nhân về sau chỉ cần cố gắng khẳng định lại có càng nhiều đại cơ duyên chiến vô song đứng lên quay đầu nhìn về bên cạnh chiến lâm nhi nói ra lâm nhi còn không cảm ơn giang giật ngày đó không phải hắn người tự nguy hiểm chiến lâm nhi trên mặt còn che hắc xa một đôi mắt đẹp như khói như mị nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn qua giang giật cúi người hành lễ nói đa tạ giang giật ca ca nhìn qua chiến lâm nhi cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt đẹp giang giật có chút lúng túng nhẹ gật đầu sắc trời không còn sớm chiến vô xong bọn người cáo từ rời đi tiểu mập mạp cũng lần nữa dẫn người đi ra không biết đi làm cái gì giang giật một người trở lại gian phòng của mình trong đầu vẫn như khúc chiếu lại lấy vừa rồi tại thần bia bên trong nhìn thấy hình tượng cùng kia một đôi huyết hồng con ngươi chân lý võ đảo sát lục thiên quân kia cường đại sát khí chẳng lẽ liền là sát lục chân ý hồi tưởng lại thần bia bên trong bức tranh giang giật thất thần thì thào trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên thiên võ thành tây sơn trên một màn chậm rãi trên người hắn lần nữa phóng xuất ra cuồn cuộn sát cơ thất thần đôi mắt cũng chậm rãi bắt đầu biến thành màu đỏ càng ngày càng đỏ cuối cùng đỏ như huyết dịch tựa như sát lục thiên quân đồng dạng kinh khủng đến cực điểm cũng may trong sân cũng không có người tiểu mập mạp chưa có trở về nếu không như thế chàng cảnh bị người nhìn thấy khẳng định hội coi là nhìn thấy quỷ. Mà vô cùng quỷ dị chính là, theo thời gian trôi qua, Giang giật đôi mắt bắt đầu chậm rãi khôi phục lại, sát khí trên người biến mất không ẩn vô tung, thất thần đôi mắt cũng khôi phục quang mang. Chờ hắn triệt để tỉnh táo lại, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu, bản thân hắn lại là nửa điểm cũng không biết vừa rồi phát sinh chuyện quỷ dị. chương 91, một kiếm giết hắn, Giang giật tu luyện đến nửa đêm, ngủ một giấc đến hừng đông, hắn bị bên ngoài tiếng đập cửa đánh thức, mở cửa phòng nhìn thấy tiểu mập mạp một mặt nụ cười thô bỉ đứng ở bên ngoài. Vừa sáng sớm, phát cái gì xuân đêm qua cua được một cái cực phẩm muội tử giang giật tức giận nói. Tiểu mập mạp khổ não cười nói, ta bộ dáng này cũng có thể cua được cực phẩm muội tử những cái kia đỉnh cấp mỹ nữ không có một cái để ý của ta, ta cũng chỉ có thể dùng tiền thẻ mấy cái muội tử chơi đùa. Giang giật trở lại mặc chỉnh tề, lúc này mới quay đầu hỏi, vậy thì có cái gì chuyện tốt sáng sớm cười đến như vậy hèn hạ. Hắc hắc, lớp chúng ta tới một vị mới đạo sư đây chính là học viện thập đại mỹ nữ đứng đầu a quốc sắc thiên hương về sau chúng ta rất có nhãn phúc tiểu mập mập hai mắt tỏa ánh sáng bất quá rất nhanh liền sầu mi khổ kiểm xuống tới thở dài bất quá chúng ta có thể không có lấy trước như vậy dễ dàng vị mỹ nữ kia đạo sư bất cận nhân tình là trong học viện nổi danh đúng rồi chúng ta có thể đi trên núi tìm kiếm một cái hang đá người đồng dạng có thể tu luyện ta có thể lười biếng đi ngủ ha ha ta thật sự là quá thông minh Mỹ nữ đạo sư, Giang giật đôi mắt sáng lên, kinh hô lên, không phải là vị kia Tô đạo sư a. À. Đúng vậy a, à, liền là Tô Như Tuyết đạo sư. Tiểu mập mạp nhẹ gật đầu, cảm khái, vị này Tô Như Tuyết trước kia cũng là học viện học viên, vẫn là thiên tài học viên một trong, bất quá nàng sau khi tốt nghiệp không biết nguyên nhân gì lưu tại học viện đảm nhiệm đạo sư. Người đừng nhìn nàng là đạo sư, kỳ thật tuổi không lớn lắm chỉ có 21 tuổi, thực lực lại đạt đến từ phủ cảnh ngũ trọng, người xem qua nàng hẳn phải biết nàng tư dung tuyệt thế. Mà lại, ta vụng trộm nói cho ngươi, vị này tô đạo sư địa vị rất lớn, học viện một vị phó viện trưởng nhi tử trước kia theo đuổi nàng không có kết quả muốn động thô, đột nhiên mất tích bí ẩn, vị này phó viện trưởng giận dữ, nhưng cuối cùng còn sự tình lại không giải quyết được gì. Như vậy dữ dội, Giang giật âm thầm sợ hãi thán phục, trong học viện phó viện trưởng thực lực ít nhất đều là thần du cảnh, nghe nói viện trưởng vẫn là kim cương cảnh cường giả, đại lục một trong 10 đại cường giả. Tô như tuyết động phó viện trưởng nhi tử, cũng chính là đánh vị này thực lực mạnh mẽ viện trưởng mặt, không chỉ có bình yên vô sự, còn có thể trong học viện tiếp tục đảm nhiệm đạo sư. Nhà ngươi đều tra không ra thân phận của nàng, Giang giật có chút hiếu kỳ mà hỏi, tiền gia đã khống chế thần võ quốc một phần ba thương hội, kia hệ thống tình báo khẳng định phi thường cường đại, theo tiểu mập mạp điều tra thân phận của hắn chỉ dùng nửa ngày đó có thể thấy được. Cha không được, tiền vạn quán lắc đầu nói, học viện nhất cường đại tề viện phó rất là yêu thương nàng, làm tôn nữ xem, không ai dám cưỡng ép cha nàng, chọc giận tới vị này tề viện trưởng, gia tộc bọn ta an trí tại học viện nội tuyến sẽ toàn bộ bị thanh trừ, bất kỳ cái gì gia tộc cũng không dám làm loạn. Tề viện trưởng, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, đêm qua cái kia tóc bạc lão ẩu nhìn rõ ràng là chúng phó viện trưởng đầu lĩnh, có nàng bảo bọc tô như tuyết ở trong học viện ngược lại là an nhàn, khó trách liền Giang nghịch lưu đều có thể không vung. Tiền vạn quán cùng Giang giật nhanh chóng ăn xong điểm tâm, lập tức đi Tây viện trên quảng trường tập hợp, Chờ người tập hợp hoàn tất quả nhiên thấy một vị người mặc váy trắng nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử này như băng tuyết da thịt, ngũ quan xinh xắn, thước tha dáng người hấp dẫn một mảnh ánh mắt, nhất là kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, càng là lay động tất cả nam nhân trong lòng chinh phục. Tô Như Tuyết nhìn lướt qua mọi người, yên lặng tính toán nhân số, xác định đám người này đếm tới đủ về sau, lạnh lùng vung tay lên nói, xuất phát. Ký danh học viên có phần lớp, nhưng không có minh xác chỉ định lớp hào, chỉ là một cái đạo sư dẫn đội mà thôi có thể thấy được ký danh học viên tại học viện địa vị thấp. Phụ cận trên quảng trường nhỏ còn có ban khác cấp học viên, nhìn thấy giang giật bên này là tô như tuyết dẫn đội đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, có thể có như thế một vị mỹ nữ dẫn đội, ít nhất mỗi ngày đều có thể đẹp mắt không phải. Giang giật lớp này có 60, 70 người, cũng không có thực lực địa vị đặc biệt suốt chúng con em, tiền vạn quán xem như địa vị cao nhất, trong lớp cũng có 6, 7 người là tiền gia con em, coi như giang giật coi như toàn bộ ban thực lực tổng hợp tối cường. Mọi người nhanh chóng ra học viện cửa nam, một đường hướng phía dưới núi chạy như điên. Tô như tuyết đi ở trước nhất, đi lại nhu hòa, tùy ý trên mặt đất một điểm liền có thể hướng xuống mặt phiêu mấy trược, váy trắng bồng bềnh, hoàn mỹ tư thái trên không trung phiêu diêu, từ xa nhìn lại tựa như là một vị cử thiên tiên nữ hạ phàm. Phanh phanh, lớp này cấp nam học viên chiếm đa số, tất cả mọi người chỉ có 16, 17, 8 tuổi, đều là đối nữ tử nhất là ước mơ niên kỷ. Giờ phút này xem xét phía dưới lập tức rất nhiều người đều ngây dại, đều quên tại Hạ Sơn, trong lúc nhất thời rất nhiều chân người bộ trượt đi hướng xuống mặt lăn đi. Tô Như Tuyết quay đầu nhìn một cái, mặc dù trên mặt vẫn là mặt không biểu tình, nhưng trong con ngươi lại hiện lên mỉm cười, loại kia trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển tiếu mị thấy giang giật cũng ngây dại, đạp chân xuống uổng phí, thân thể hướng phía dưới lăn đi. Ai nha, lão đại, lão đại, tiểu mập mạp xuất thân hào môn, mỹ nữ thấy thêm còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhìn thấy giang giật hướng phía dưới lăn đi vội vàng chạy chậm đuổi theo, một bên hét lớn không ngừng, đuổi kịp Giang giật sau vội vàng lôi kéo hắn, cố ý thở dài thở ngắn nói, lão đại, ngươi không sao chứ ngươi nói ngươi người này bình thường như thế ổn trọng, giờ phút này làm sao cũng dạng này ngươi dạng này để chúng ta những này làm tiểu đệ thật mất mặt nha. Phốc phốc, tô như tuyết bị Giang giật dáng vẻ chật vật cùng tiểu mập mạp làm quái chọc cười, nụ cười trên mặt mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng đẹp để cho người ta lóa mắt. Giang giật bản đang thong thả bò lên chỉnh lý áo bào, giờ phút này trong mắt lần nữa thất thần, trừng trừng nhìn chằm chằm tô như tuyết, có loại sai cảm giác. Hiu, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, hai thất tuyết ban ngày ngựa kéo lấy một cỗ xa hoa cự liễn phá không mà đến, một tên người mặc bạch bào phong độ cử chỉ nhanh nhẹn nam tử đứng ở cự liễn phía trên, cách không mỉm cười hướng bên này trông lại. Cổ thần chiến xa, giang nghịch lưu, giang giật đôi mắt trong nháy mắt thanh tỉnh, toàn thân lông tơ dựng ngược, tựa như một cái gặp được thiên địch sư tử vương. Tiểu mập mạp hai con người cũng híp lại, phụ cận còn lại học viên thì lộ ra hâm mộ sùng bái ánh mắt, rất nhiều nữ học viên đều ngây dại, nhìn qua càng ngày càng gần Giang Nghịch Lưu thân thể kích động không thôi. Vị gia này không chỉ có là thế tử điện hạ, thực lực càng là tại học viện thiên tài học viên bên trong xếp hạng trước ba, thần võ quốc thanh vân bảng năm vị trí đầu, tăng thêm khôi ngô dối tinh dối mù, phong độ vô song tự nhiên trở thành học viện rất nhiều nữ học viên trong lòng nam thần. Tô như tuyết trong mắt lại hiện lên một tia chán ghét, đột nhiên quát lạnh, đều thất thần làm gì còn không hạ sơn. Nói Tô Như Tuyết tự hướng phía trước bước nhanh chạy đi, kia biết Giang Nghịch Lưu tốc độ càng nhanh, kia cổ thần chiến xa trong nháy mắt hoa phá thiên tế đến nàng phía trước, Giang Nghịch Lưu thân thể nhảy lên nhảy xuống tới, ngăn ở Tô Như Tuyết phía trước mỉm cười nói ra, "Như Tuyết, đã lâu không gặp, vì sao ngươi luôn luôn trốn tránh ta đây, Nghịch Lưu thật trong mắt ngươi như thế không chịu nổi sao?" Móa, tiểu mập mạp trong mắt lóe lên một tia vẻ giật, cái này Giang Nghịch Lưu cũng quá cuồng đi còn không thèm chú ý bọn hắn nhiều người như vậy công nhiên ngâm đạo sư của bọn hắn còn nói đến như thế buồn nôn, nghe được hắn toàn thân nổi ra gà đều một chỗ. Giang nghịch lưu, người tránh ra, tô như tuyết trên mặt đều là lạnh ý, cái này giang nghịch lưu thân phận tôn quý, tư chất nghịch thiên rất thụ ra các viện trưởng coi trọng, một mực đối nàng dây dưa không rõ, nàng cũng không có cách nào. Không cho, giang nghịch lưu trong tay một chiếc nhẫn bạch quang lóe lên, một cái trường kiếm màu trắng xuất hiện, hắn đột nhiên đem trường kiếm chuôi kiếm đưa cho tô như tuyết, khuôn mặt trang nghiêm quát khẽ, như tuyết, nghịch lưu chi tâm chắc hẳn ngươi đã rất rõ ràng, hôm nay ta giang nghịch lưu đem lời phóng suốt, trừ phi ngươi một kiếm giết ta, nếu không ta giang nghịch lưu đời này cưới định ngươi. Giang nghịch lưu trường kiếm một đầu khác là chống đỡ ngực, trường kiếm kia hiển nhiên là kiện thần binh cũng không biết cảm giác bên trong đâm vào ngực áo bào, đâm rách giang nghịch lưu ra thịt, tiên huyết theo trường kiếm tràn ra, nhuộm đỏ một mảnh trường bào. A, à, tô như tuyết hiển nhiên cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, mặc dù là đạo sư nhưng nói thế nào cũng chỉ có 21 tuổi, trong lúc nhất thời phương tâm đại loạn, có chút không biết làm sao. như bước, Giang Nghịch Lưu một chiêu này cũng biết công phá bao nhiêu phương tâm thiếu nữ. Tiểu Mập mạp ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy rất nhiều nữ học viên trong mắt một mảnh sáng nóng lánh, thật dài thở dài trong lòng không nói ra được ước ao ghen tị, người so với người làm người ta tức chết a. À. Giang giật ánh mắt chừng chừng nhìn chằm chằm Giang Nghịch Lưu cùng Tô Như Tuyết, nhìn thấy Tô Như Tuyết không biết làm sao dáng vẻ, hắn bản năng cảm thấy một loại cực độ không thoải mái hắn đột nhiên hướng phía trước đi vài bước, quát lạnh tô đạo sư, người tự một kiếm giết hắn đi, đối với loại này. Quấn quyết chặt lấy không biết xấu hổ mặt hàng, người tựu không nên cho hắn mặt mũi. chương 92, đáng giá không? Xoạt, Giang giật vừa rơi xuống, trong nháy mắt một mảnh xôn xao Giang nghịch lưu là ai đây chính là thần võ quốc thế tử, cha của hắn là thần võ quốc đệ nhất cường giả, vương quốc thủ hộ thần, trấn tây quân nguyên soái Liền không nói thân phận của hắn, bản thân hắn cũng là thiên tư tung hoành, mới 19 tuổi tự đạt đến tử phủ cảnh ngũ trọng. Bực này thiên tư phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là người nổi bật, hắn vào học viện 3 tháng liền trở thành thiên tài học viên, thâm thụ ra các viện trưởng coi trọng, phá lệ thu làm quan môn đệ tử. Gia Cát Lưu Vân thân phận càng thêm siêu nhiên, Giang Nghịch Lưu trở thành đệ tử của hắn, trong học viện phó viện trưởng nhìn thấy hắn cũng không dám tự cao tự đại, sở dĩ Giang Nghịch Lưu mới có thể không kiêng nể gì như thế truy cầu tô như tuyết. Mà giờ khắc này, một cái tên người điều chưa biết ký danh học viên cũng dám trước mặt mọi người khiêu khích hắn hay là hắn truy cầu tô như tuyết thời khắc mấu chốt lạc hắn mặt mũi ngôn từ càng là cực độ khó nghe, quấn quyết chặt lấy không biết xấu hổ. Rất nhiều người trong đầu ý nghĩ đầu tiên liền là giang giật không muốn sống, hoặc là não tử không bình thường, người bình thường sẽ làm ra loại sự tình này sao coi như tiền vạn quán như thế thân phận cùng giang nghịch lưu nói chuyện đều muốn khách khí a à. Nguy rồi, tiền vạn quán biến sắc, thầm mắng một câu, ánh mắt trong nháy mắt hướng giang nghịch lưu quét tới vừa nhìn xuống hắn phát hiện sự tình quả nhiên phiền toái, Giang Nghịch Lưu cười, cười đến rất là rực rỡ, đối với vị này thế tử điện hạ hết sức quen thuộc tiền vạn quán lập tức biết chuyện xấu. Giang Nghịch Lưu dĩ vãng như vậy cười kia cho thấy nội tâm của hắn sát ý đã rốt cuộc khó có thể che giấu, Giang giật trở thành hắn tất sát mục tiêu. Tô Như Tuyết cũng là một trận ngạc nhiên, lập tức biến sắc, ánh mắt lo lắng hướng Giang giật nhìn lại. Lại nhìn thấy hắn ngạo nghễ không sợ cùng Giang Nghịch Lưu đối mặt, trong con người đều là chiến ý, cũng như một cái không phục tiểu sư tử tại cùng một cái hổ vương đối mặt, một khắc này tôi như tuyết vậy mà tinh thần hoảng hốt, vốn muốn nói thứ gì, cuối cùng cái gì cũng nói không ra. Giang nghịch lưu đem trưởng kiếm nhất thu, ngón tay nhanh chóng ở trước ngực một điểm cầm máu dịch, lúc này mới nhìn qua Giang giật bình tĩnh nói ra, rất tốt. Vị học viên này người rất không tệ, không biết có thể hay không để nghịch lưu biết rõ các hạ danh tự. Giang giật không yếu thế chút nào mở miệng nói, Giang giật. Ký danh học viên, cô nhi một cái, làm sao thế tử điện hạ muốn giết cả nhà của ta sao? Ha ha ha, Giang Nghịch Lưu ngửa mặt lên trời cười ha hả ánh mắt tại tôi như tuyết trên mặt đảo qua, nhàn nhạt, nhạt nói ra, Giang giật học viên, người quá coi thường ta Giang Nghịch Lưu khí độ. Người yên tâm đi, ta cũng sẽ không làm như thế ác tha sự tình, bất quá làm sai sự tình người nhất định phải trả giá đắt, người hôm nay cũng dám đứng ra, vậy sẽ phải tiếp nhận ta Giang Nghịch Lưu lửa giận. Giang giật cười nhạt một tiếng, tranh phong tương đối nói ra, muốn giết ta Giang giật người, cũng muốn tiếp nhận ta giang giật lửa giật bá khí cuồng vọng sở hữu học viên đều âm thầm cảm thán bất quá cái trước nói là giang nghịch lưu cái sau nói là giang giật người có thực lực trang bước là nghiêu bức không có thực lực người trang bước tự nhiên là rất rõ ràng trong mắt của mọi người giang giật liền là một cái hiu giang nghịch lưu thân thể nhảy lên nhảy cổ thần chiến xa ánh mắt xa xa cùng giang giật đối mặt cuối cùng cười dài hai tiếng khống chế chiến xa trực tiếp hướng học viện bay đi rất nhanh liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất lão đại, người quá lỗ máng, các loại giang nghịch lưu sau khi đi, tiền vạn quán lập tức tiến đến giang giật bên người nhẹ giọng nói. Giang giật trên mặt một mảnh lạnh nhạt, lắc đầu nói, không có gì lỗ máng không lỗ máng, dù sao sớm muộn muốn chống lại, ta đêm qua náo ra như thế đại động tính, giang nghịch lưu khẳng định hội chú ý ta, mà lại giang kỳ lân cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Cùng hắn không biết ngày nào bị bọn hắn âm chết, không bằng đẩy ra, ngắn như vậy thời gian bên trong hắn ngược lại không dám đụng đến ta, nếu không ai cũng hội hoài nghi hắn làm. Ai, tiền vạn quán nhìn thấy giang giật cố chấp thần sắc, im lặng thở dài. Việc đã đến nước này cũng không có gì có thể nói, hắn chỉ có toàn lực nghĩ biện pháp bảo trụ giang giật, cũng may trong học viện an toàn vô cùng, có cái này tô như tuyết đạo sư tại, bọn hắn ra săn giết yêu thú giang nghịch lưu cũng không trở thành phái người ám sát, chỉ ít tạm thời còn không có nguy hiểm. Tô như tuyết nhìn giang giật một chút, trong con người hiện lên một tia phức tạp, rất nhanh khôi phục lạnh lùng, khoát tay nói, đi thôi. Một đám người trầm mặc hạ sơn, nhưng nhìn về phía giang giật ánh mắt đều trở nên phức tạp, đều theo bản năng tránh ra thật xa giang giật, tựa hồ sợ bị hắn liên lụy. Giang giật chuyên tâm đi đường, nội tâm cảm giác nói không ra lời, chưa nói tới hối hận, cũng không có sợ hãi, tức giận có chút, phiền muộn cũng có, càng nhiều hơn chính là nặng nề. Một khắc này hắn chi như thế xúc động như vậy, một là nhìn thấy tô như tuyết như vậy bất lực, bối rối, bản năng muốn giúp giúp nàng. Cái này Mỹ nữ đạo sư mặc dù gặp nhau không nhiều, nhưng huyết luyện ngày thứ nhất nàng mở miệng giúp hắn cái này ân tình giang giật vẫn nhớ đối với hắn có ân người giang giật thường thường nguyện ý cầm tính mệnh đi báo đáp đương nhiên càng nhiều nguyên nhân có thể là hắn đối giang nghịch lưu trời sinh địch ý nhìn thấy giang nghịch lưu như thế hắn khó chịu trong lòng không thoải mái hắn tự nhiên không cố kỵ gì đâm phá thiên lại nói còn như vì sao xem giang nghịch lưu không vừa mắt giang giật chính mình kỳ thật cũng nói không một cái sở hữu vậy mà có lẽ là bởi vì hai người là cùng cha khác mẹ huynh đệ một cái cao cao tại thượng cẩm y ngọc thực thân phận tôn vinh, một cái lại đê tiện như sâu kiến, bị người chế giễu khi dễ hơn 10 năm. Lại có lẽ là bởi vì Giang Biệt Ly từ bỏ mẫu thân nàng, lựa chọn Giang Nghịch Lưu mẫu thân, hắn là cái kia tráng niên mất sớm nữ tử minh bất bình, hắn trong khung đối với Giang Biệt Ly rất là thống hận, tự nhiên cũng bản năng căm thù con của hắn. Một đám người rất nhanh đã tới săn giết yêu thú dưới ngọn núi, tôi như tuyết ra lệnh một tiếng, tất cả học viên nhanh chóng lên núi săn giết yêu thú. Tiền vạn quán không có thăm dò rõ ràng tình huống, tạm thời không dám làm loạn kéo lấy Giang Giật hướng trên núi đi đến. Giang Giật, ngươi chờ một chút, vị học viên này ngươi đi trước săn giết yêu thú đi. Tô Như Tuyết đột nhiên lên tiếng gọi lại Giang Giật, sắc mặt mặc dù vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng là ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên nội tâm khuấy động khó bình. Tiền vạn quán đưa một cái biểu lộ lặng lẽ thọc Giang Giật eo, thấp giọng nói ra, lão đại, nắm lấy cơ hội a, à, cố lên, xéo đi. Giang giật dương nộ đem tiền vạn quán một cước đạp bay, lúc này mới quay đầu nhìn qua tô như tuyết, đã thấy đến một tấm gương mặt xinh đẹp đều là đỏ ửng, vội vàng nhếch miệng cười nói, tô đạo sư, tiểu tử này liền là muốn ăn đòn, đừng để ý đến hắn. Người tìm ta có việc sao? Tô như tuyết nhẹ gật đầu lại trầm mặc không nói, tốt nửa ngày mới cắn cắn bối môi, mở miệng nói, giang giật. Vừa rồi cảm ơn ngươi, bất quá ngươi làm như vậy quá vọng động rồi, giang nghịch lưu thân phận không thể so với những người khác, ngươi về sau lại có đại phiền toái. Giang giật cười nhạt một tiếng, chẳng hề để ý nói ra, không có gì đáng ngại, ta người này không sợ nhất phiền phức. Ai, tô như tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe một phen, dậm chân một cái nói, nói thế nào ngươi mới có thể hiểu đâu Giang nghịch lưu thế nhưng là trấn Tây Vương Thế Tử. Tô đạo sư, ngươi đừng nói nữa, ngươi nói ta đều hiểu. Giang giật rất nghiêm túc nhìn qua tô như tuyết nói, tô đạo sư, người trước kia đã giúp ta, ta giang giật người này không có gì ưu điểm, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo vẫn hiểu, người yên tâm đi, ta giang giật mệnh tiện, người bình thường cầm không đi. Tô như tuyết nhìn thấy giang giật này đôi nghiêm túc con ngươi, cuối cùng lắc đầu không tiếp tục nói, chỉ là than nhẹ một tiếng, đáng giá không? Đáng giá, giang giật khẳng định gật đầu nói, nhìn qua tô như tuyết tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, hắn đột nhiên tà mị cười nói, cổ ngữ nói vì thu được đến giai nhân cười một tiếng, quân vương cũng dám phong hỏa hí chư hầu. Kia quốc vương vì mỹ nhân liền giang sơn đều có thể từ bỏ, ta giang giật một đầu tiện mệnh có cái gì không nỡ đâu. Phốc phốc, cái này a à, dù lời nói tô như tuyết nghe được không chỉ trăm lần, lần này cũng không có cảm giác chán ghét, ngược lại lộ ra vừa bực mình vừa buồn cười biểu lộ, rỗi ra ngọc thủ gõ giang giật đầu thoáng cái, sẵn giọng miệng lưỡi trơn chu, chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau, còn chưa cút đi săn giết yêu thú. chương 93, chú đỉnh cảnh lục trọng, sau đó thời gian, giang giật cùng tiền vạn quán quả nhiên bi kịch, tô như tuyết không có giống triệu đạo sư như vậy xếp bằng ở dưới núi trở lấy học viên trở về mà là đi theo mọi người một đường lên núi, không ngừng bốn phía du tẩu, giống như các học viên gặp nguy hiểm sẽ còn xuất thủ cứu giúp. Cái này khiến Giang giật cùng tiền vạn quán không có cách nào gian lận, chỉ có thể thành thành thật thật săn giết yêu thú. Bất quá chỉ là đệ nhị thiên, tiền vạn quán lại nghĩ đến một cái ý tưởng hay, hắn để tiền ra một đám người đi theo hắn cùng Giang giật, dù sao mọi người cùng một chỗ săn giết yêu thú, yêu thú vật liệu sớm phân cho hai người. Hai người nhiệm vụ sau khi hoàn thành công nhiên tìm kiếm chỗ tu luyện tu luyện, lười biếng lười biếng, tô như tuyết cũng không quản chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành là đủ giang giật mỗi lần trời xế chiều trở lại học viện về sau sẽ lập tức tiến đến tĩnh tu thất một mực tu luyện tới nửa đêm mới trở lại bản thân tiểu viện ngủ thật say cả ngày không ngừng tu luyện để giang giật trong đan điền nguyên lực hiện lên giếng phun thức bộc phát hắn phong ấn phá vỡ sau bản thân tốc độ tu luyện liền có thể đạt đến đỉnh cấp thiên tài trình độ địa nguyên đan dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc phía dưới càng là nhưng so sánh địa giai thượng phẩm đan dược tăng thêm tính tu trong phòng gấp ba tăng thêm, có thể tưởng tượng Giang giật tốc độ tu luyện có bao nhanh. Giang nghịch lưu cái này mấy ngày quỷ dị không có tới tìm phiền toái, tiền vạn quán người dò xét đến Giang nghịch lưu cả ngày tại đông viện tu luyện, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Chính là bởi vì Giang nghịch lưu quá mức bình tĩnh, ngược lại để Giang giật cùng tiền vạn quán càng thêm lo lắng, cho cắn người thường không sủa A. À. Cũng may tiền vạn quán cùng Giang giật cam đoan qua, Giang nghịch lưu có thể điều động cường giả chỉ có tử phủ cảnh đỉnh phong, Giang Vân Hải cùng Giang Tiểu Nô an toàn ngược lại là không có vấn đề, điểm ấy để Giang Giật có chút giải sầu. Sau đó một tháng, vẫn như cũ gió êm sóng lặng, Giang Giật cũng không quan tâm đến nó, chuyên tâm tu luyện thực lực. Nửa tháng về sau, một ngày này Giang Giật lại chưa có trở lại ký túc xá đi ngủ, một mực chờ đến buổi sáng lớp đội ngũ tập kết hoàn tất còn không có xuất hiện, nếu không phải tiền vạn quán biết rõ Giang Giật tại tính tu thất tu luyện, hắn đều sẽ coi là Giang Giật mất tích đâu. Tiền vạn quán, Giang giật đâu tô như tuyết kiểm cây nhân số nhìn thấy giang giật chưa từng xuất hiện, lông mày nhíu lại, nghi hoặc hướng tiền vạn quán nhìn lại. Tiền vạn quán hướng phía nam nhìn thoáng qua, nói ra, hẳn là tại tính thu A à ta cái này để cho người ta đi thúc thúc. Hiu, vào thời khắc này, một đạo thân ảnh màu xanh nhanh chóng lao tới, mọi nhân đồng loạt quét tới, rất nhiều người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, tô như tuyết cùng tiền vạn quán trong mắt kinh ý càng đậm. Tô Như Tuyết các loại giang giật sau khi về hàng lập tức hỏi, giang giật, người đột phá chú đỉnh cảnh lục trọng, Tiền vạn quán cũng kinh hô lên, lão đại, người thật đột phá. Giang Giật trong mắt đều là ý cười, gật đầu nói, đúng vậy, vừa rồi đột phá. Một tên phụ cận học viên gặp mấy người như thế kinh dị, có chút không hiểu thầm nói, không phải liền là đột phá chú đỉnh cảnh lục trọng sao có cái gì kỳ quái đâu? Giang Giật nghe được người này nói thầm, mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy a, à, không phải liền là đột phá chú đỉnh cảnh lục trọng sao? Các ngươi ngạc nhiên như vậy làm gì trong lớp chú đỉnh cảnh bát cửu trọng bó lớn đâu? Tiền vạn quán cùng tô như tuyết rất có ăn ý lật lên bạch nhãn, người khác không biết, hai người bọn họ lại là rõ ràng nhất, nhất là tô như tuyết càng là nhớ tinh tường. Tại thiên võ thành lúc giang giật mới chú đỉnh cảnh tứ trọng, chỉ là hai tháng hắn cảnh giới tựu tăng lên tới chú đỉnh cảnh ngũ trọng, đến học viện mới hơn hai tháng, nhưng lại lần nữa tăng lên một trọng. Mặc dù tô như tuyết cũng biết, giang giật gần nhất đều tại tính thu thất tu luyện, khẳng định cũng có đan dược phụ trợ, nhưng hai tháng tăng lên một trọng tốc độ này cũng quá kinh khủng a à, tiếp tục như vậy hắn rất nhanh liền có thể đuổi kịp đám kia thiên tài học viên trọng yếu nhất chính là hắn quỷ dị chiến lực chú đỉnh cảnh ngũ trọng tổng hợp chiến lược liền có thể đạt tới tử phủ cảnh nhất trọng giống như hắn đạt tới tử phủ cảnh nhất trọng đây không phải là có thể quét ngang một mảnh tử phủ cảnh võ giả đi thôi tô như tuyết bay giang giật một chút cảm giác được nàng vô ý thoát ra tới vũ nghị phong tình dẫn tới một mảnh nam học viên thất thần vội vàng sắc mặt khôi phục lạnh lùng dẫn đội hướng ngoài học viện đi đến Lão đại, quá khỏe khoắn, hai tháng A, người vậy mà đột phá nhất trọng. Tiền vạn quán đầy mắt đều là tinh mang, hắn xem trọng là giang giật tiềm lực cùng thân phận, xem tình huống giang giật thân phận là không trông cậy được vào, không bằng hắn thực lực tiến bộ nhanh như vậy cũng làm cho tiền vạn quán rất là an ủi. Phải biết phổ thông thiên tài chú đỉnh cảnh ngũ trọng đột phá đến lục trọng ít nhất cũng phải chừng nửa năm. Tiền thiếu, làm vọt ra nam viện ngoài cửa lớn lúc, tiền vạn quán đột nhiên bị cửa ra vào một người cản lại, người kia thấp giọng cùng tiền vạn quán nói vài câu, tiền vạn quán vội vàng đuổi kịp sang giật nói ra, nhị thúc ta tới linh thú thành, ta chỉ sợ muốn chạy một chuyến, lão đại cẩn thận một chút, ta để tiền phú bọn người đi theo ngươi. Sang giật nhẹ gật đầu, tiền vạn quán cùng tiền ra mấy tên học viên dặn dò một tiếng, nhanh chóng chạy chậm hướng tô như tuyết chạy đi, cũng không biết hắn cùng tô như tuyết nói cái gì, luôn luôn nghiêm khắc tô như tuyết lại cho tiền vạn quán một ngày nghỉ kỳ. Đến săn giết yêu thú ngọn núi bên trên, giang giật cùng tiền ra sáu bảy tên con em nhẹ nhõm săn giết mấy cái nhất gia yêu thú giang giật theo thường lệ tại một viên cổ thụ bên trên ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện tiền ra con em thì tại phụ cận tìm kiếm yêu thú săn giết giang giật không có tu luyện quá lâu giang giật bị một đạo quát lạnh âm thanh đánh thức ánh mắt của hắn hướng phía dưới quét qua vừa hay nhìn thấy một tấm như hạo nguyệt gương mặt chính ngẩng đầu nhìn hắn hắn thân thể vội vàng nhảy xuống nhích miệng cười nói tôi đạo sư người lão như vậy nhàn nhã Người lão tô như tuyết trừng mắt hạch, cả giận nói ta có giả như vậy sao? Hắc hắc, Giang giật cười một tiếng, vội vàng cười làm lành nói, đây không phải tôn sưng sao tô đạo sư nhìn niên kỳ còn nhỏ hơn ta đâu, làm sao lại lão? Miệng lưới trơn chu, tô như tuyết lật ra một cái liếc mắt lại đột nhiên khẽ giật mình, tựa hồ gần nhất nàng rất quen thuộc mắt trợn trắng cái này cũng không giống như thì ra là nàng A. Nàng cảm giác được một loại nguy hiểm tín hiệu, sắc mặt lập tức khôi phục băng lãnh hướng Giang giật nhìn lại, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì ma lực lại để cho nàng dỡ xuống băng phong áo ngoài, toát ra bản tính. Chỉ là nàng trái xem phải xem, Giang giật vẫn là tấm kia phổ thông mặt, nụ cười chân thành, cũng không hề có chỗ thần kỳ. Nàng hồi tưởng lại Giang giật ngôn ngữ cũng không có đặc biệt, chỉ là một chút bình thường lời nói. Nhìn xem Giang giật tấm kia chân thành khuôn mặt tươi cười, tôi như tuyết đột nhiên có loại giác ngộ, có lẽ liền là Giang giật dạng này chân thành thái độ, hiền hòa ngôn ngữ để nàng buông xuống cảnh giác, từ đó thối lui ngụy trang áo ngoài lộ ra lúc đầu tính tình. tô đạo sư, người tìm ta chuyện gì a à ta đang bận tu luyện. giang giật rất là tùy ý mở miệng nói, ngữ khí căn bản là không có đem tô như tuyết xem như đạo sư, giống như là một người bạn bình thường. đây chính là hắn chỗ thông minh, kỳ thật kia một ngày hắn ra mặt cùng giang nghịch lưu đối kháng, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là đạt được tô như tuyết hảo cảm. đương nhiên, hắn đối tô như tuyết không ý nghĩ gì hắn cũng không có suy nghĩ suy nghĩ chuyện tình nam nữ hắn muốn lấy được tô như tuyết hảo cảm là bởi vì giang tiểu nô giang tiểu nô cần trong học viện vị kia thiên giai trị liệu sư xuất tay trị liệu tô như tuyết thân phận tại học viện không hề tầm thường nàng nếu có thể hỗ trợ khẳng định có rất lớn cơ hội mời vị kia trị liệu sư xuất tay hắn đến học viện làm gì không phải là vì giang tiểu nô sao giờ phút này có như thế cơ hội tốt hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ mà muốn thu hoạch được tô như tuyết hảo cảm trở thành bằng hữu của nàng nhất định phải dùng chân tâm đi đối đãi xem nàng như làm bằng hữu đối đãi không thể có nửa điểm nam nữ phương diện ý đồ rất rõ ràng giang giật làm rất thành công theo tôi như tuyết cùng giang giật ở chung lúc bất tri giác toát ra tính tình thật điểm này đó có thể thấy được cũng không có việc gì chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi là thế nào tu luyện làm sao đột phá đến nhanh như vậy tôi như tuyết trong đôi mắt rất nhanh khôi phục bình tĩnh giang giật quỷ dị thực lực để nàng rất là ngạc nhiên ngao vào thời khắc này nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên đại hống, một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức trong nháy mắt bao phủ phụ cận. Giang giật vừa mới chuẩn bị đáp lời sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hắn cùng tô như tuyết liếc nhau, phát hiện trong mắt đối phương đều là kinh nghi cùng ngưng trọng, Giang giật trầm giọng hỏi là nhị gia yêu thú. Ừm, vẫn là vô cùng cao cấp, tô như tuyết lời còn chưa nói hết, thân thể đã hướng nơi xa bão tác mà đi, đồng thời dùng lớn tiếng nhất âm khẽ kêu, toàn thể học viên lập tức lui về học viện. Cái này yêu thú không phải là các ngươi có thể đối phó, mau trốn. Chương 94, Băng thú. A, à, Tô Như Tuyết gọi hàng tựa hồ đã muộn, nơi xa truyền đến mấy tiếng kêu thảm, còn có phụ cận các học viên hoảng sợ tiếng kêu, bên kia một mảnh bối rối, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều học viên chạy trốn từ phía, tựa như tận thế hàng lâm. Nhiệt xúc, Tô Như Tuyết mặt mũi tràn đầy cấp bách cùng kinh sợ, trên thân sát khí như hồng, tốc độ nhanh như cực quang thân thể lóe lên đã biến mất ở phía xa trong rừng hướng cái kia cường đại yêu thú phóng đi giang thiếu đi mau tiền ra mấy con em đột nhiên xông ra một mặt hoảng sợ trong đó thực lực tối cường tên kia chú đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả tiền phú quát khẽ nói cái này yêu thú tuyệt đối là nhị giai cao cấp yêu thú tổ đạo sư đều không nhất định đấu qua được chúng ta gặp chi hẳn phải chết nhanh mau trốn giang giật thân thể không nhúc nhích ngược lại nhìn qua phương xa trong miệng lầm bầm tổ đạo sư đều đấu không lại kia nàng không phải rất nguy hiểm các ngươi trốn đi ta đi giúp tô đạo sư giang giật đột nhiên ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn thân thể hướng tô như tuyết phương hướng tiêu xạ mà đi tô như tuyết đối với hắn có ân mà lại giang giật còn trông cậy vào nàng đáp cầu dắt mối cầu vì kia trị liệu sư cứu giang tiểu nô đâu nàng cũng không thể cứ như vậy chết rồi giang thiếu người điên rồi tiền ra năm tên con em bị hù dọa nhưng giang giật đã hóa thành một đạo mũi tên hướng phía trước chạy đi bọn hắn muốn đuổi theo trở về đã tới đã không kịp năm người liếc nhau cắn răng đi theo giang giật hướng phía trước phóng đi tiền vạn quán thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh giang giật chết bọn hắn cũng đừng sống là nhị giai cao cấp yêu thú băng thú đại gia mau trốn a à. nơi xa rừng cây bên kia không ngừng có người tiêu xạ mà ra trên mặt đều là vẻ hoảng sợ mà bọn hắn nhìn thấy giang giật bọn người phản hướng bên kia phóng đi toàn bộ đều ngây ngẩn cả người bất quá rất nhanh tỉnh ngộ lại tiếp tục tốc độ cao nhất lao nhanh giang giật đám này đồ đần vọng tưởng đi chặn giết kia băng thú vừa vặn có thể giúp bọn hắn kéo một chút thời gian để bọn hắn có thể an toàn thoát đi giang giật bôn tẩu mấy trăm trượng phát hiện đằng sau tiền ra năm người theo đuôi mà đến lập tức sầm mặt lại giống giận các ngươi tới làm cái gì toàn bộ cút về tiền phú đám người trên mặt đều là kiên nghị cắn răng trầm giọng nói ra nhà ta thiếu tộc trưởng có lệnh giang thiếu chết chúng ta cũng không sống nổi sở dĩ giang thiếu nếu là không lui chúng ta chết cũng không lùi uống ngao phía trước tô như tuyết khẽ kêu âm thanh còn có cái kia yêu thú tiếng giống không ngừng truyền đến giang giật cắn giang một cái mặc kệ sau lưng mọi người tiếp tục hướng phía trước phóng đi bất quá bước chân thả nhẹ một chút cũng lập tức điều tập một tia hắc sắc nguyên lực đi con mắt hướng nơi xa nhìn lại rất nhanh giang giật đã tới chiến trường phụ cận còn không có tới gần thấy lạnh cả người tựu từ tiền phương truyền đến đây không phải yêu thú hung uy mà là một cỗ thật sự hàn ý như trước mới có một tòa vạn năm sông băng khi hắn xuyên thấu qua rậm rạp lùm cây nhìn thấy phía trước một cái kỳ dị quái thú sau toàn thân chấn động cái này nhị gia yêu thú quả nhiên cùng nhất gia yêu thú có tranh lệch rõ ràng. Đây là một con báo yêu thú, hình thể cũng không lớn, nhưng toàn thân lông tóc làn ra thành màu lam, giống như bao trùm một tầng băng, kia cỗ khiến người cảm thấy lạnh lẽo lạnh lẽo thấu xương liền là từ trên người nó phát ra. Tô như tuyết giờ phút này đang tay cầm một cái trường kiếm màu trắng cùng cái này băng thú khai chiến, nàng kia sáng trong gương mặt xinh đẹp giờ phút này trở nên màu xanh, rõ ràng là cóng đến không nhỏ, động tác của nàng cũng biến thành hơi chút chậm chạp, Hiển nhiên cách kia băng thú càng gần nhiệt độ càng thấp, kia cỗ hàn ý bao phủ phía dưới có thể khiến người ta hành động bị rất lớn trở ngại. Mặc dù như thế, Tô Như Tuyết vẫn là không có mảy may e ngại, nàng hai chân như chuồn chuồn trên mặt đất một điểm, nhanh chóng vọt lên, trường kiếm vạch ra một đạo xinh đẹp đường cong hướng băng thú đầu trùng điệp đâm xuống. Ầm, um, băng thú đột nhiên hú lên quái dị, há mồm phun ra một cái hàn khí, hàn khí trong nháy mắt trên không trung đông kết, liền đối đem Tô Như Tuyết trường kiếm trong tay cũng đóng băng kia hàn khí còn tại nhanh chóng hướng tô như tuyết thân thể lan tràn mà đi mắt thấy là phải đem nàng cũng cùng một chỗ đông kết uống tô như tuyết trên mặt cũng bắt đầu kết xương nàng lâm nguy không sợ khẽ kêu một tiếng nguyên lực quán chú trường kiếm đột nhiên lắc một cái phụ cận khối băng lập tức vỡ vụn nàng chịu lấy toàn thân huyết dịch bị đông cứng nguy hiểm trường kiếm đột nhiên đối băng thú đầu đánh xuống ngao băng thú rất là kiêng kỵ thân thể nhanh chóng uốn éo trường kiếm chỉ là phá vỡ nó phần cổ một điểm làn ra nó miệng rộng lần nữa nổi giận mở ra, lần này lại phun ra một đạo băng tiến, như thiểm điện hướng tô như tuyết vào tới. ầm, um, tô như tuyết toàn thân đều sắp bị đông cứng, nhưng lập tức kịp phản ứng, hai tay nắm ở trường kiếm hoành không chặn lại, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lành, tô như tuyết cả người mang kiếm bị đụng bay ra ngoài, trùng điệp nện vào trên mặt đất. Giang thiếu, cái này băng thú quá kinh khủng, tô đạo sư đều không tới gần được, chúng ta nếu là đi mở chiến, tuyệt đối còn không có tới gần liền bị đông thành khối băng. Mà lại như thế cường đại yêu thú ra nơi đây, trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, nói không chừng có người cố ý tại bố cục lừa giết ngươi, chúng ta mau bỏ đi đi. Tiền phú sắc mặt rất là âm trầm, nhưng lời còn chưa nói hết giang giật đã xông tới, trong mắt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ, hét lớn, liều mạng. Giang giật không thể không phóng đi, bởi vì cái kia băng thú đã nhanh nhanh hướng tô như tuyết phóng đi. Tô như tuyết toàn thân lông tóc đều kết băng, thân thể tốc độ phản ứng đại giảm, giống như không cho nàng thời gian khôi phục, sợ là rất sắp chết tại cái này băng thú thủ hạ. Ừ, tô như tuyết nhìn thấy bên cạnh trong rừng cây một đạo bóng người màu xanh xông ra, lập tức vui mừng, nhưng thấy rõ ràng là giang giật sau sắc mặt lập tức thay đổi, nàng khẽ kêu, giang giật, người điên rồi sao đi mau. Giang giật không nói gì, nguyên lực vận chuyển lấy ra thanh minh kiếm đột nhiên hướng băng thú vùng đi, đồng thời trong tay màu xanh lam sẫm nguyên lực lấp lánh, lặng yên vận chuyển bạo nguyên trường, thân thể thẳng tiến không lùi hướng băng thú bắn tới. Tốt cường đại hàn khí, kia băng thú cũng không có hướng giang giật phun ra hàn khí, chỉ là thân thể uốn éo né tránh giang giật bắn ra thanh minh kiếm. Mặc dù như thế, giang giật tới gần nơi này băng thú một trượng khoảng cách lúc, vẫn là cảm giác toàn thân bị đông cứng, hai chân cũng cứng ngắc, tựa hồ rất khó tiến thêm một bước. Uống, hắn chợt quát một tiếng, trong nháy mắt triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực đi chân trái, sau đó đột nhiên trên mặt đất một điểm, tốc độ bạo tăng thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng băng thú phóng đi, Hắn không biết Bạo Nguyên trưởng phải chăng có thể kích thương cái này băng thú, nhưng hắn chỉ là muốn tận lực lượng lớn nhất đi đụng một cái. Ngao, băng thú ngửa đầu trưởng giống một tiếng, trong mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một tia tàn ý, đối gian giật miệng rộng mở ra liền muốn phun ra hàn khí, mà một khi hàn khí này bao phủ gian giật, thân thể của hắn tuyệt đối sẽ biến thành một tòa băng điêu, vận khí tốt có lẽ có thể bảo trụ một mạng, vận khí không tốt huyết dịch bị đông lại sẽ trực tiếp chết đi. Phát xả, đột nhiên nơi xa một tiếng bạo giống vang lên mấy đạo hắc quang mà đến, hấp dẫn kia băng thú chú ý. Những cái kia hắc quang đều là theo tiền phú năm người trong tay một cái màu đen nỏ máy trong tay phát ra, mục tiêu rõ ràng là băng thú cái mông, giờ phút này trên tay bọn họ nỏ máy cũng hắc quang lấp lánh, rõ ràng cũng là bảo khí. Ngao, cái này băng thú lực phòng ngự tựa hồ cũng không mạnh mẽ gì, nó e ngại nhìn qua mà đến hắc quang, không tiếp tục để ý giang giật, thân thể bãi xuống cương ép đem cái mông xoay lái đi. Chết, giang giật toàn thân đều bị đông cứng thành băng côn, nhưng đôi mắt lại sáng như tinh thần, hắn chật vật hé miệng quát khẽ một tiếng, phóng thích bạo nguyên trưởng tay phải đột nhiên đối băng thú đầu đập tới. chương 95, sát lục chân ý, oanh, một đạo tiếng nổ cực lớn lên, băng thú kia thân thể to lớn bị đập bay ra ngoài, đem phía trước một mảnh bụi cây thấp đè cho bằng, còn đem hai cái thạch phong đâm đến chia năm xẻ bảy giang giật thân thể cũng bị phản chấn ra. Tạch tạch tạch, giang giật toàn thân đều đang run rẩy không ngừng, răng cũng đang không ngừng run lên, cả người đều co quắp tại cùng một chỗ hiển nhiên bị đống thương hắn lông mày bờ môi một mảnh xương lạnh sắc mặt dị thường khó coi giang thiếu tiền phú năm người cuống quyết mau chạy tới chỉ là mấy người còn không có tới gần giang giật ánh mắt lại bị xa xa một tiếng bạo giống hấp dẫn ngao cái kia băng thú ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng một mảnh trên da thịt có vết máu đỏ tươi nhưng trong nháy mắt bị đông cứng nó con người băng lãnh bên trong đều là nổi giận hướng giữa sân tất cả mọi người quét qua thân thể nổ bắn ra mà tới Giết, tiền phú trong lòng nặng nề thở dài, cái này băng thú tốc độ nhanh như vậy, như là đã khóa chặt mọi người, không đem tất cả mọi người đánh giết là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cùng hắn chờ đợi bị nó từng cái đánh giết không bằng liều một trận, không nói đánh giết cái này băng thú, chỉ cần có thể kéo dài một lát, học viện đội tuần tra vừa đến, bọn hắn còn có cơ hội sống sót. Các ngươi lui ra phía sau, dùng nỏ máy phối hợp công kích. Giang giật vừa rồi một vòng này công kích, tô như tuyết thân thể khôi phục một chút, nàng nhìn lướt qua trên đất giang giật, trên mặt sát khí tung hoành, sách theo thân kiếm con như một cái mỹ lệ như hồ điệp trên mặt đất một điểm, lần nữa hướng kia băng thú công kích mà đi. Tiền phú bọn người lập tức đứng tại chỗ lắp đặt nỏ máy, tìm cơ hội xạ kích. Chỉ là kia băng thú tựa hồ phát giác được cái gì, thân thể bắt đầu nhanh chóng lấp lóe, cũng không cho tô như tuyết cận thân, không ngừng phun ra hàn khí bắn ra băng tiễn, để tô như tuyết hữu lực không có địa phương dùng, thân thể bởi vì hàn khí ảnh hưởng, tốc độ từng bước giảm bớt. Bắn, Tiền Phú gặp tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chỉ có thể cắn răng quát khẽ một tiếng. Mọi người nhắm chuẩn mục tiêu toàn bộ khởi động nỏ máy cơ quan. Năm thanh lấp lánh hắc quang cung tên phá không mà đi. Suy suy, đáng tiếc kia băng thú tựa hồ sớm có phòng bị, thân thể nhanh chóng lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát đi. Mà tại tránh thoát trong nháy mắt nó thân thể đột nhiên nhất chuyển hướng mọi người chạy tới. ầm, um, Tiền Phú nhìn thấy trên đất giang giật thân thể vẫn còn đang đánh rung động, quyết định chắc chắn nhẹ nhàng một cước đem giang giật đá hướng nơi xa rút ra trường kiếm bên hông hướng băng thú đánh tới. Suy, băng thú trong miệng băng tiến không cần tiền cuồng phún mà ra, trong nháy mắt bảy tám đạo băng tiến mà tới. Mấy người thực lực đều chỉ có chú đỉnh cảnh thất bát trọng, chỉ có tiền phú đạt tới chú đỉnh cảnh cửu trọng, ngoại trừ hắn bên ngoài những người còn lại căn bản tránh né không ra, bỗng chốc bị băng tiễn bắn trúng, cũng may băng thú khoảng cách còn xa, tất cả mọi người cưỡng ép tránh né thoáng cái không có bắn trúng yếu hại. Hô hô, kia băng thú thật nhanh tới gần một cái to lớn hàn khí phun ra, ngoại trừ tiền phú né ra bên ngoài những người còn lại bởi vì thụ thương tốc độ phản ứng càng chậm hơn trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu sinh tử chưa biết a à, ta giết ngươi tên xúc sinh này tiền phú đôi mắt bốc lên hồng quang nhìn thấy mấy cái huynh đệ bị đông cứng thành băng điêu lập tức bạo tẩu trường kiếm lam quang lấp lánh thân thể hướng băng thú bắn tới tiền phú lui ra tô như tuyết một tấm gương mặt xinh đẹp âm trầm đến cực hạt học viên của nàng bị băng thú đánh giết không nói học viện truy tra xuống tới liền nói chính nàng lương tâm cũng rất khó chịu đi. Mặc dù cái này băng thú xuất hiện quỷ dị, nhưng nói thế nào đều là nàng thất trách. Chỉ là Tiền Phú bạo tẩu, cũng mặc kệ Tô Như Tuyết San dậy liều mạng hướng băng thú đánh tới, nhưng còn không có tới gần tựu bị băng thú phun ra một cái hàn khí, cả người đông lạnh thành băng điêu. Tiền Phú, Giang giật toàn thân còn tại run rẩy, mấy lần nghĩ gian nan đứng lên lại đều bổ nhào vào trên mặt đất, tình huống bên này hắn thấy rất rõ ràng, Tiền Phú mấy người tuy nói là tiền vạn quán thủ hạ, nhưng trong khoảng thời gian này đối với hắn rất là chiếu cố, mỗi ngày đồ ăn đều là bọn hắn an bài. Đã lâu như vậy đừng nói là người, liền là con chó cũng có tình cảm, giờ phút này nhìn thấy mọi người sinh tử chưa biết, nội tâm của hắn nhanh như hỏa thiêu, thấy trợn mắt muốn nứt. Nếu không phải hắn cố chấp sông lên, mấy người cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ngao, băng thú cảm nhận được tô như tuyết trùng thiên sát ý, quay đầu nhìn lại nàng kia tựa như tia chớp đâm tới trường kiếm, nó phun ra một cái hàn khí, hai chân chừng một cái thân thể hướng nơi xa phóng đi, lần nữa bắt đầu du đấu. Cái này băng thú là nhị giai cao cấp yêu thú, nhất là trên người nó hàn khí, quả thực là võ giả khắc tinh. Giống như thực lực không đủ cường đại, không thể trong nháy mắt đột phá hàn khí quấy nhiễu cận thân đánh giết nó, một khi bị nó hàn khí xâm nhập, võ giả tốc độ cùng lực phản ứng hội càng ngày càng chậm, cuối cùng thành công bị nó mài chết. Rất rõ ràng Tô Như Tuyết cũng không có một kích diệt sát băng thú thực lực, cứ việc nàng giờ phút này dị thường nổi giận, cứ việc nàng đã đang liều mạng. Nhưng nàng thân thể bị hàn khí xâm nhập, tốc độ cùng lực phản ứng đều cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh tranh lệch quá xa, tiếp tục nữa nếu như không có viện quân, nàng kết cục tuyệt đối sẽ không quá mỹ diệu. Sự tình quỷ dị tự quỷ dị tại điểm này, cái này băng thú như thế khí thức cường đại, còn có những học viên kia đã sớm xuống núi, kể bên này bình thường đều có học viện đội tuần tra tuần tra. Nhưng đến giờ phút này đừng nói có viện quân xuất hiện, thậm chí liền viện quân ảnh tử cũng không thấy. Rất nhanh, Tô Như Tuyết tốc độ càng ngày càng chậm, trong thân thể bị xâm nhập hàn khí càng ngày càng nhiều, cuối cùng nàng bị băng thú phun ra một cái băng tiễn bắn trúng bụng dưới. Thân thể cũng bị đập bay ra ngoài trùng điệp đâm vào một cái thạch phong bên trên, nàng tuyệt vọng bò lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hướng Giang Giật bên này quét qua, dùng hết lực khí toàn thân hét lớn, "Giang Giật, mau trốn a." À. Tô đạo sư, Giang Giật cũng tuyệt vọng, hắn nhìn thấy kia băng thú nhanh chóng hướng Tô Như Tuyết phóng đi, kia miệng đầy rét lạnh miệng lớn mở ra, hiển nhiên chuẩn bị nuốt tô như tuyết, hắn vô lực nhắm mắt lại. Bốn phía một mảnh im ắng, đội tuần tra vẫn là không có đến giúp, đất này chỗ hoang sơn giã địa cũng sẽ không có cường giả đi ngang qua. Coi như phía dưới học viên vào tới học viện cầu cứu, chờ học viện cường giả đến giúp, bọn hắn cũng đã sớm biến thành cái này băng thú trong bụng bữa ăn. Không, ta không thể chết, tiểu nô còn đang chờ tìm trị liệu sư tự cứu nàng đâu. Mẫu thân ở dưới cửu tuyền vẫn chờ ta đi tìm Giang Biệt Ly lấy một cái công bằng đâu, ta sao có thể dễ dàng như thế chết đi. Giang giật không ngừng lắc đầu, đôi mắt đột nhiên mở ra, hắn chừng chừng nhìn chầm chầm cái kia băng thú, trên thân đột nhiên không ngừng dâng lên sát khí, sát khí càng ngày càng đậm, mà đôi mắt của hắn cũng dần dần bắt đầu biến đỏ, cuối cùng biến thành một mảnh huyết hồng. Cùng sát lục thiên quân đôi tròng mắt kia, đỏ đến dọa người. Giết, 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 hắn đột nhiên kêu to vài tiếng, thân thể đứng lên, lúc đầu không ngừng run rẩy thân thể lại không có vẻ run rẩy hắn nhanh chân hướng băng thú đi đến, mỗi lần đi một bước sát khí trên người tựu nồng đậm một phần, cuối cùng kia nồng đậm sát khí vậy mà bao phủ phương viên vài dặm. Mà càng quỷ dị hơn chính là, kia băng thú giờ phút này rời đi tô như tuyết chỉ có một trượng xa, vốn có thể nhẹ nhõm đem tô như tuyết cho nuốt sống xuống dưới. Nhưng ở giờ khắc này thân thể của nó lại dừng lại, nó hoảng sợ nhìn qua nhanh chân đi tới giang giật, con người băng lãnh bên trong đều là e ngại, thân thể còn tại run lẩy bẩy, cuối cùng thế mà nằm dạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. a, à, tô như tuyết vốn đã nhắm mắt chờ chết, nàng cảm giác được cái kia băng thú đã gần trong gang tấc, tựa hồ ngửi thấy khí thức tử vong, nhưng cái này băng thú lại quỷ dị ngừng lại, nàng theo bản năng mở to mắt, lại nhìn thấy cái này băng thú dị thường cử động, đồng thời cảm nhận được một gỗ so băng thú hàn khí càng khiến người ta sợ hãi sát khí. Mà đợi nàng theo băng thú ánh mắt hướng phía trước nhìn lại thời điểm, lại nhìn thấy một đôi đỏ như huyết con ngươi, nàng dừng một chút, đột nhiên đôi mắt đẹp co rụt lại, kinh hô lên cái này, cái này. Chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết sát lục chân ý giang giật vậy mà thật cảm ngộ. chương 96, Hổ Phụ Khuyển Tử Chân lý võ đạo là rất thần kỳ một loại tồn tại, đây là một loại kỳ dị ý cảnh, có thể cho võ giả mang đến cường đại mà thần kỳ năng lực. Chân lý võ đạo rất khó cảm ngộ, cái này cần kinh người ngộ tính, nghịch thiên vận khí, hoặc là một đoạn thời khắc linh hồn xúc động. Còn tự sáng tạo chân lý võ đạo càng là khó như lên trời, không có kim cương cảnh thực lực nghĩ cũng đừng nghĩ kia sáu tòa thần bia cất giữ trong linh thú sơn học viện vài vạn năm, nhưng chân chính có thể cảm mộ bên trong chân lý võ đạo chính là có vài chục người, mà vị này sát lục thiên quân sát lục chân ý, đến mới thôi không có người nào cảm mộ thành công. Giang giật mộ tính mạnh yếu tô như tuyết không biết, nhưng coi như hắn mộ tính nghịch thiên, vận khí cũng không có khả năng tốt như vậy a à thoáng cái tựu cảm mộ, giống như người người cùng giang giật dạng này, đại lục này cường giả tự nhiều vô số kể. Trên người hắn khẳng định ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Tô Như Tuyết lập tức hà quyết đoán, vô luận là giang giật quỷ dị thực lực, vẫn là vẫn là kinh khủng tốc độ tu luyện, cùng cái này sát lục chân ý đều chứng minh hắn kỳ dị. Chết, giang giật nhanh chân đi đến, bàn tay trái bên trên làm hắc sắc nguyên lực vần quanh, đối băng thú đầu hung hăng nện xuống. Kia băng thú cũng không biết là thế nào lại không có phản kháng, chờ mắt nhìn qua kia bạo nguyên trưởng vỗ xuống, đưa nó thân thể nổ bay ra ngoài, nửa cái đầu đều nổ máu thịt be bét. Uống, giang giật thân thể một lát không ngừng lại, bước nhanh sông tới, chân sau nguyên lực vần quanh, đối băng thú đầu tiếp tục đánh xuống. ầm ầm giang giật không ngừng đánh xuống, kia băng thú đầu rất nhanh biến thành thịt nát, mà quỷ dị chính là kia băng thú đến chết đều không có phản kháng, mặc cho giang giật công kích. Cái này sát lục chân ý quá kinh khủng, như thế cường đại sát khí, đừng nói một cái nhị gia yêu thú, coi như tam gia yêu thú đều rất khó có kháng cự chi tâm A. À. Tô như tuyết thấy âm thầm cảm thán, cái này sát lục chân ý quá cường đại, kinh khủng sát khí áp chế xuống, cái này yêu thú tựa như một cái cừu non gặp mãnh hổ, căn bản không dậy được phản kháng chi tâm. Chết, chết, Giang giật cả người tựa hồ có chút thần trí không rõ cái này băng thú sớm đã chết đi, hắn còn tại không ngừng công kích, thẳng đến kia yêu thú biến thành một đống thịt nát hắn mới ngừng lại được, quỳ một chân xuống đất từng ngụm từng ngụm thở. Tô Như Tuyết từ trong ngực lấy ra một viên thuốc chữa thương nuốt vào, lúc này mới lo lắng hướng Giang giật hô, Giang giật, người không sao chứ. Ừ, Giang giật thân thể đột nhiên quay lại, Tuyết hồng con người quét về phía tôi như tuyết, vậy mà đứng dậy bước nhanh hướng nàng đi tới, trên thân vẫn là rét lạnh sát ý thấu xương, trong miệng không ngừng thì thảo chết, chết. Tất cả mọi người muốn chết, hỏng bét, tôi như tuyết thân thể mềm mại run lên, đột nhiên giật mình tỉnh lại, giang giật mới vừa vặn cảm mộ sát lục chân ý, rõ ràng còn sẽ không khống chế. Cái này sát lục thiên quân đã từng nhưng điều thiên tinh đại lục sở hữu cường giả nghe tin đã sợ mất mật giết chóc tên điên, hắn chân lý võ đạo quá mức cuồng bạo. Tô như tuyết không cần đi suy nghĩ nhiều chỉ xem Giang giật liền biết, cái này sát lục chân ý một khi khởi động, không chém giết giữa sân sở hữu sinh vật còn sống chắc là sẽ không bỏ qua. Nàng chật vật nghĩ đứng lên, nhưng thân thể bị hàn khí xâm nhập quá nghiêm trọng, tăng thêm phần bụng thụ thương, để nàng căn bản không có cách nào bỏ trốn. Nàng nâng lên trường kiếm nhưng lại rất mau thả hạ, Giang giật cứu được nàng một mạng, nàng tại sao có thể tổn thương hắn. Liêu mạng, hy vọng phụ cận đừng có cường giả. Nhìn thấy Giang giật cách mình thân thể chỉ có một trượng khoảng cách, Tô Như Tuyết cuối cùng cắn răng lại định quyết tâm, nàng bốn phía quét qua xác định phụ cận không ai, trong hai con ngươi đột nhiên sáng lên một đạo kỳ dị tử quang, kia tử quang theo trong mắt nàng bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt chui vào Giang giật trong ánh mắt. Bịch, vừa mới tới gần Tô Như Tuyết chuẩn bị công kích Giang giật thân thể cứng đờ, trong hai tròng mắt hồng quang đột nhiên biến mất, cả người mắt nhắm lại, thẳng tắp ngã xuống, lại hôn mê đi. Ôi! để tô như tuyết phiền muộn đến thổ huyết chính là giang giật thân thể thẳng tắp hướng nàng thân thể đè xuống nàng trong đôi mắt thả ra tử quang rõ ràng là một loại thần kỳ bí thuật bản thân nàng tựu rất là suy yếu giờ phút này một phóng thích cái này bí thuật càng suy yếu chỉ có thể trơ mắt nhìn giang giật thân thể trùng điệp ngã xuống đặt ở trên người nàng trọng yếu nhất chính là giang giật toàn bộ đầu còn trôn ở song phong của nàng ở giữa a à, tô như tuyết vừa thẹn vừa giận mặc dù nàng là học viện đạo sư, theo đuổi nàng nhân số không kể xiết, nhưng nàng tay nhỏ đều không có bị nam nhân sờ qua. Giờ phút này nữ hài tử thần bí nhất khu vực một trong, lại cùng một cái nam tử mặt tới cái tiếp xúc thân mật. Nàng lập tức dùng hết khí lực toàn thân muốn đem giang giật ngã lật xuống dưới, chỉ là nàng thực sự quá hư nhược, dày vào một trận giang giật không chỉ có không có lật qua, ngược lại đầu không ngừng tại trước ngực nàng cọ qua cọ lại, thỉnh thoảng bờ môi còn cách áo bào tại nàng trên hai vú lướt qua, dẫn tới tô như tuyết thân thể mềm mại run lên bàn thân tê dại không thôi. ầm, um, một lát sau, tô như tuyết rốt cục khôi phục một chút thể lực, đem giang giật thân thể trùng điệp hất tung ở mặt đất về sau, nàng phẫn nộ ngồi dậy, trợn mắt hướng giang giật nhìn lại, lại nhìn thấy một tấm như hài tử thuần chân ngủ say mặt. nàng bàn vung vẩy bàn tay vốn định trùng điệp vỗ qua, cuối cùng vẫn không đành lòng ra tay, dù sao giang giật không phải cố ý. hưu, đúng lúc này, dưới núi đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, một đạo hùng hậu giọng nam rất nhanh vang lên, cố sơn hà đến vậy. Tô đạo sư chịu đựng, cố sơn hà, tô như tuyết đôi mắt lạnh lẽo, xé nát một mảnh mép váy đem bụng dưới vết thương băng bó lại, lúc này mới lặng lẽ hướng phía dưới núi nhìn lại, khóe miệng đều là vẻ đùa cợt. Ngay từ đầu nàng có lẽ chỉ là có chút kinh nghi, đến xem như triệt để tỉnh ngộ lại. Chuyện hôm nay tuyệt không phải ngẫu nhiên, linh thú sơn học viện chỗ đại lục tuyệt địa tam vạn đại sơn bên ngoài, tam vạn đại sơn là yêu thú đại bản doanh, bên trong có đếm không hết yêu thú, lại không ngừng hướng ra ngoài rộng tuôn ra, Tốt như vậy tài nguyên linh thú sơn học viện tự nhiên muốn lợi dụng. Linh thú sơn học viện lúc đầu không có ký danh học viên, chính là bởi vì những này liên tục không ngừng tuôn ra cấp thấp yêu thú, học viện mới bắt đầu tuyển nhận ký danh học viên. Ký danh học viên học viện không dành cho bất luận cái gì tài nguyên, lông mày đều cần giúp học viện săn giết yêu thú, thu thập vật liệu. Cái này có thể để học viện miễn phí đạt được đại lượng yêu thú vật liệu, từ đó đổi lấy đại lượng tử kim. Bởi vì ký danh học viên thực lực phổ biến đều tại chú đỉnh cảnh sở dĩ học viện mới thành lập đội tuần tra, nếu không sâu trong núi lớn vị ý ra một cái nhị giai tam giai yêu thú, những này ký danh học viên đều phải chết tuyệt. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, học viện đội tuần tra có mấy trăm người, có một tên đại đội trưởng, 10 tên tiểu đội trưởng, ngày đêm tại học viện phụ cận tuần tra. Nhất giai yêu thú bọn hắn đều sẽ coi thường, nhị giai tam giai yêu thú thì hội toàn bộ thanh lý, bảo đảm mỗi ngày săn giết yêu thú ký danh học viên an toàn. Có như thế nhiều người giao nhau tuần tra, có thể nói nhị giai tam giai yêu thú ra học viện phụ cận cơ hội gần như là không, chớ nói chi là cái này khí thức khủng bố như thế băng thú. Trọng yếu nhất chính là, cái này băng thú ra học viện phụ cận không sao, tôi như tuyết bọn hắn giao chiến lâu như vậy, phụ cận nhiều như vậy đội tuần tra thành viên lại không có một cái nào phát hiện thẳng đến đội tuần tra đội trưởng Cố Sơn Hà mới chạy đến. Sự tình ra khác thường tất có yêu, tôi như tuyết không phải là đồ ngốc, nàng thoáng cái liền muốn rõ ràng, cái này băng thú là đội tuần tra người cố ý bỏ vào đến, còn cố ý dẫn tới bên này, mục tiêu không phải giết chết nàng, liền là giết chết giang giật. Giết nàng sau lưng nàng có thể viện trưởng, mà lại nàng tự hỏi tại học viện cũng không có kẻ thù sống còn, sở dĩ không cần phải nói hẳn là sông giang giật đi. Mà có thể làm cho tử phù cảnh đỉnh phong, tại học viện địa vị không thấp cố sơn hà phối hợp hắn, cái này nhân thân phân khẳng định rất là tôn vinh. Thân phận tôn vinh còn cùng giang giật có thù, một cái tên trong nháy mắt tại tô như tuyết trong đầu xuất hiện, khóe miệng nàng vẻ đùa cợt cũng càng dày đặc nhẹ giọng nỉ non, ai? Trấn Tây Vương Anh Hùng một thế, lại sinh ra âm độc như vậy nhi tử, thật sự là hổ phụ khuyển tử A. mươi 97, cha, ngay tại tôi như tuyết trầm ngâm bên trong, dưới núi hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng tiêu xạ mà lên, phía trước nhất một tên người mặc màu lam chiến giáp, dáng người khôi ngô trung niên nam tử bốn mắt quét qua, nhìn thấy kia băng thú lại bị đánh giết, mà tôi như tuyết cùng giang giật vậy mà không chết trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm, hét lớn, chuyện gì xảy ra lại có như thế cường đại yêu thú ra nơi này lập tức cho ta đi thăm dò, vô luận là ai thất trách, hết thảy cầm xuống, dám can đảm phản kháng giết chết bất luận tội. Tô như tuyết khóe miệng đùa cợt biến mất, thay vào đó là một mặt băng lãnh, nàng đột nhiên mở miệng nói, chú ý đội trưởng, vẫn là cứu người trước đi, việc này tề viện trưởng đã biết rõ, trễ chút liền sẽ tới, chết càng nhiều người trách nhiệm của các ngươi càng lớn. Đúng đúng, việc này là ta đích xác là ta quản giáo không nghiêm, ta không thể đổ cho người khác. Cố Sơn Hà một mặt tán đồng, khua tay nói, còn đứng ngây đó làm gì còn không mau cứu người. Một đám đội tuần tra thành viên lập tức bốn phía tản ra, tìm kiếm người bị thương cứu chữa, để Tô Như Tuyết trong lòng có chút dễ chịu một điểm là, tiền phú bọn người mặc dù bị đông cứng đến bất tỉnh nhân sự, nhưng còn không có triệt để chết đi, bất quá ngay từ đầu bị băng thú tập kích hơn 10 học viên lại là đã triệt để chết đi. Tô Đạo Sư, ta đưa người đi về trước đi, Cố Sơn Hà rất là ân cần hướng Tô Như Tuyết nói, làm bộ liền muốn dìu nàng, đồng thời ánh mắt hướng một tên đội tuần tra viên nhìn lướt qua, người kia trực tiếp hướng Giang Giật đi đến, tựa hồ muốn liền giúp Giang Giật chữa thương. Không cần phải để ý đến ta, ta thụ thương không nhiều nghiêm trọng, chế chút các loại tề viện trưởng tới rồi nói sau. Tô Như Tuyết hờ hững trả lời, đồng thời quét qua phụ cận Giang Giật, âm thanh lạnh lùng nói, cũng đừng quản tên học viên này, hắn thụ thương không nghiêm trọng, đi cứu trị những người còn lại đi. Tô Như Tuyết cũng không dám rời đi, nàng sợ đám người này hạ độc thủ đem Giang Giật âm thầm giết chết, tề viện trưởng không đến trước đó, nàng ai cũng không tin tưởng. Vậy được rồi, cố Sơn Hà ngượng ngùng thu tay lại, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cái kia băng thú, có chút hiếu kỳ mà hỏi, tô đạo sư, cái này băng thú là ai đánh giết? Ngươi nói còn có thể là ai? Tô như tuyết cười lạnh một tiếng, nói ra, đương nhiên là ta, bất quá việc này hy vọng chú ý đội trưởng đừng truyền ra ngoài. Kia là tự nhiên, cố Sơn Hà gượng cười hai tiếng, rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Tô Như Tuyết thực lực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng thân phận không hề tầm thường, có chút thủ đoạn cũng là bình thường. Tô Như Tuyết không nói thêm gì nữa cúi đầu xuống đi, trên mặt đỏ ửng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng tự nhiên không phải nghĩ chiếm công lao, mà là muốn giúp Giang giật giấu giếm, nếu không giống như cho đám người này biết rõ là Giang giật giết, biết rõ Giang giật cảm ngộ chân lý võ đạo, sợ là sẽ phải bí quá hóa liều, cưỡng ép chém giết Giang giật cùng nàng. Dù sao Giang giật tiềm lực quá lớn, về sau đối với bọn hắn tuyệt đối là cái gieo họa. Hưu, rất nhanh học viện phương hướng một đám người băng băng mà tới, phía trước nhất dẫn đội rõ ràng là học viện tề viện trưởng, nàng mặc dù tóc bạc trắng chống quải trược, nhưng thân hình mạnh mẽ như u hồ, rất nhanh vào tới giữa sân rét lạnh ánh mắt quét qua, quát lạnh cố sơn hà, các người đám này xuẩn tài, làm thế nào sự tình chuyện nơi đây sắp xếp xong xuôi, chính mình đi ra các viện trưởng kia thỉnh tội đi. Nói xong nàng không nhìn nữa cố sơn hà bọn người, ánh mắt nhìn về phía tô như tuyết, lộ ra tự ái thần sắc, quan tâm hỏi, như tuyết, Người không sao chứ người tới mang như tuyết trở về chữa thương Một tên nữ đạo sư rất nhanh đi tới đỡ lên tô như tuyết Tề viện trưởng lại gian dậy vài câu Liền muốn chuẩn bị mang tô như tuyết trở về Nhưng tô như tuyết lại đột nhiên mở miệng nói Viện trưởng đem giang giật cũng mang về đi Không phải hắn hỗ trợ kéo lấy yêu thú Ta cũng đánh giết không được Hắn lần này lập công Tề viện trưởng như có điều suy nghĩ nhìn một cái tô như tuyết nhẹ gật đầu Để một tên nam đạo sư mang theo giang giật hướng trong học viện chạy đi ầm um, các loại tề viện trưởng sau khi đi, Cố Sơn Hà một quyền đập vào bên cạnh trên đại thụ, đem cây đại thụ kia chặn ngang nện đứt, ánh mắt của hắn lấp lóe mấy lần, quét qua phụ cận thủ hạ quát lạnh nói, các ngươi xử lý hậu sự, ta đi gặp mặt điện hạ cùng viện trưởng. Tô Như Tuyết đoán không sai, đông viện một cái xa hoa trong lầu các, Cố Sơn Hà quỳ một gối xuống tại một cái khôi ngô công tử trước mặt, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, điện hạ, việc này làm hư hại, mà lại Tô Như Tuyết tựa hồ có chút hoài nghi, nàng đối ta rất là phòng bị một thân bạch bào khí độ phi phàm giang nghịch lưu trên mặt nhìn không ra nửa điểm tâm tình chập chờn hắn thản nhiên bưng lên một chén nước trà uống vào mấy ngụm nhàn nhạt, nhạt nói ra việc này cũng không trách ngươi ta cũng không ngờ tới tô như tuyết vì học viên hội liều mạng chết tô như tuyết thân phận đặc thù có được bí thuật cường đại nàng liều mạng phía dưới có thể đánh giết băng thú cũng là bình thường kia điện hạ việc này làm sao bây giờ cố sơn hà rất là buồn giàu cầm mấy người gánh tội thay đi làm tốt lắm điểm khác đừng lưu lại vết tích Giang nghịch lưu cũng là trở nên đau đầu, khoát tay áo nói, trước mắt trước đừng nhúc nhích giang giật, khác đừng dẫn tới tô như tuyết đối ta triệt để phản cảm, nữ tử này ta thế nhưng là nhất định muốn đạt được. Giang giật không có khả năng cả một đời ở tại trong học viện A lần sau huyết luyện không phải rất sắp bắt đầu sao quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Cố Sơn Hà nhẹ gật đầu, trả lời, điện hạ yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không có một tia chứng cứ, kia hơn 10 người đội tuần tra thành viên, ta đã để cho người ta ngay tại chỗ giết chết. Giang nghịch lưu trầm ngâm một lát, hỏi lần nữa, Giang giật thân phận cha thế nào tiểu tử này dám cùng ta đối nghịch, không có khả năng không có nửa điểm bối cảnh. Cố Sơn Hà sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nói còn không có lớn tiến triển, có một đám thế lực cường đại đang quấy rầy chúng ta người, ngăn cản chúng ta điều tra Giang giật thân phận, ta hoài nghi nhóm người này. Là tiền ra người, cha, Giang nghịch lưu trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, quát khẽ nói, triệu tập gia tộc cường giả, không tiếc bất cứ giá nào cha cho ta, tiền vạn quán dám tiếp tục phái người quấy nhiễu, giết chết bất luận tội. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tiền vạn quán có hay không lá gan này cùng bản thế tử đấu. Học viện Bắc Viện, tề viện trưởng trong lầu các, tô như tuyết thương thế đã khống chế, nàng được an bài tại trong một cái phòng tu luyện, mà giang giật thì tại một căn phòng khác bên trong an dưỡng. Tề viện trưởng đem hai người trả lại sau tự vội vàng đi ra, thẳng đến sau nửa canh giờ mới trở về. Nàng sau khi trở về tiến vào tô như tuyết gian phòng, trên mặt đều là tức giận, vừa tiến đến tự hừ lạnh một tiếng cả giận nói, như tuyết, việc này sợ là không có cách nào cho ngươi lấy lại công đạo, cố sơn hà đem một đội đội tuần tra viên âm thầm giết chết, không có nửa điểm chứng cứ chứng minh là bọn hắn cố ý đem băng thú bỏ vào đến. Không có chứng cứ ta nói cái gì viện trưởng cũng sẽ không nghe, kết quả cuối cùng Cố Sơn Hà chỉ là bị triệt tiêu đội tuần tra đội trưởng chi vị. Tô Như Tuyết nằm thẳng trên giường, che kín một tầng thật dày chăn lông, một tấm tiêu mỹ trên mặt đều là yếu ớt, làm người ta thương tiếc, nàng lông mi thật dài lắc một cái lắc một cái, cười khổ nói, ta đã sớm biết kết quả là dạng này, kỳ thật cho dù có chứng cứ có thế nào viện trưởng cũng sẽ không cầm gian nghịch lưu như thế nào, hắn cùng trấn Tây Vương thế nhưng là quá mệnh giao tình. Ai, ngươi lần này quá lỗ máng, vì một chút ký danh học viên vậy mà đặt mình vào nguy hiểm, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cùng ngươi phụ hoàng bàn giao. Tề viện trưởng thật dài thở dài, lập tức lại nói ra, mà lại ngươi lần này vận dụng bí thuật đánh giết băng thú, việc này nếu là truyền ra ngoài, rất dễ dàng bị người đoán ra thân phận của ngươi, vạn nhất kinh động cừu địch, ngươi về sau sẽ rất nguy hiểm. Tô Như Tuyết cười nhạt một tiếng cũng không giải thích, nguyên bản hắn còn muốn đem Giang Giật cảm ngộ sát lục chân ý, đánh giết băng thú tình huống nói cho tề viện trường. Giờ phút này lại quyết định giúp hắn giấu giếm xuống tới, nếu không một khi truyền ra, Giang Giật về sau hội càng thêm nguy hiểm, một cái cảm ngộ chân lý võ đạo thiên tài, về sau thành tựu lớn bao nhiêu không ai nói chắc được. Người tiểu nam nhân này, một khắc này không sợ chết sông lên cứu nàng, thành công giành được tô như tuyết hảo cảm. Nàng theo bản năng muốn che chở hắn, bảo hộ hắn, muốn nhìn một chút cái này khắp nơi tràn ngập thần kỳ quỷ tài, cuối cùng có thể đi bao xa. chương 98 có Mỹ nữ tìm ngươi, băng thú sự kiện huyên náo rất lớn, dù sao ký danh học viên nhiều như vậy, mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài săn giết yêu thú, cái này an toàn đều không có bảo hộ, về sau ai dám ra ngoài chịu chết. Ra các viện trưởng tức giận, hạ lệnh triệt để thanh tra, không ngờ kia hơn 10 người tại phụ cận tuần tra đội viên cùng một tên tiểu đội trưởng, toàn bộ sợ tội tự sát, liền là nghĩ cha cũng không có cách nào tra được. Ra các viện trưởng cuối cùng hạ lệnh, hủy bỏ cố sơn hà đội tuần tra trước đội trưởng để một vị phó viện trưởng kiêm nhiệm, đồng thời phát ra thông cáo chết đi học viên hết thảy hậu táng cho cách xù đền bù, này mới khiến sự tình chậm rãi lắng xuống. Giang giật tại ngày thứ hai tiểu tỉnh lại, trên thân mặc dù không có thương thế nhưng suy yếu muốn mạng, chỉ là thanh tỉnh một hồi vừa trầm ngủ say đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã là đệ nhị thiên vào buổi tối, hắn mơ hồ nháy nháy mắt, cảm giác thân thể khôi phục một chút, bất quá đói bụng đến hoa hoa gọi. Hắn giấy dụa ngồi dậy, bốn phía nhìn một cái phát một cái xa lạ gian phòng bên trong, gian phòng kia rất là xa hoa, bất quá bên trong không có một ai. Ta không chết đây là cái nào ai đã cứu ta. Giang giật có chút mơ hồ, hắn trước khi hôn mê chỉ là nhớ rõ cái kia băng thú hướng tô như thuyết phóng đi, Lúc ấy phụ cận cũng không có cường giả ẩn hiện, hắn hẳn là hữu tử vô sinh a. À. Nghĩ một lát không nghĩ ra, cuối cùng hắn không chịu nổi trong bụng đói khát, đứng dậy muốn đi tìm kiếm một chút ăn, cũng tìm người hỏi thăm một phen. Kết quả bởi vì quá mức suy yếu, thân thể thoáng cái té ngã trên đất, đầu còn đâm vào trước giường một tấm tiểu viên trên bàn, đem phía trên một cái chén trà đánh nát. Kẹt kẹt, phía ngoài một tên mặc thị nữ áo bảo nữ tử đã bị kinh động, đẩy cửa phòng ra đi đến nhìn xem bỏ dậy giang giật liền vội vàng hỏi, công tử, ngươi không sao chứ? Ngươi là ai đây là cái nào giang giật nghi ngờ dò hỏi? Nữ tử nhàn nhạt cười nói, đây là tề viện trưởng viện tử, ta là tề viện trưởng thị nữ. Công tử an tọa tề viện trưởng ra ngoài rồi, sẽ trở lại thật nhanh. Là tề viện trưởng đã cứu ta sao? Giang giật chấn động trong lòng, đột nhiên nhớ tới tôi như tuyết còn có tiền phú các nàng, lập tức khẩn trương hỏi, tô đạo sư cùng tiền phú các nàng cũng được cứu thị nữ khẽ mỉm cười nói, là tô đạo sư chém giết cái kia băng thú đấy, tô đạo sư ngay tại bên cạnh gian phòng, thân thể nàng không có gì đáng ngại, tình huống cụ thể ngươi có thể hỏi thăm thoáng cái nàng. Tốt, Giang giật lo lắng tiền phú bọn hắn, vội vàng chật vật đứng dậy, lung la lung lay hướng bên cạnh gian phòng đi đến. Đi vào gian phòng, tô như tuyết quả nhiên thanh tỉnh, giờ phút này chính nằm nghiêng ở trên giường nhìn xem một bản thư tịch, tóc dài đen nhánh cũng không có chải vuốt, như là thác nước tròn tại sau vai, giờ phút này Giang giật vừa hay nhìn thấy gò má của nàng, kia tiếu mị khuôn mặt đẹp đến nỗi người lóa mắt, để Giang giật suýt nữa té ngã trên đất. Tô như tuyết quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Giang giật một đôi tròng mắt đều là vẻ si mê, chừng chừng nhìn mình chăm chăm. Nàng đột nhiên hồi tưởng lại ở trên núi, Giang giật đổ vào trên người nàng một màn, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trách cứ chừng thị nữ một chút, sẵn giọng ai nha, tuyết nhi, có người vào đây ngươi cũng không bẩm báo một tiếng. Giang giật lấy lại tinh thần, vội vàng nghiêm mặt hỏi tô đạo sư tiền phú bọn hắn thế nào tôi như tuyết sửa sang lại thoáng cái áo bào đưa tay đem phía sau xốc xếch sợi tóc tùy ý cắt tỉa thoáng cái lúc này mới nói ra không có việc gì người yên tâm đi cũng chưa chết hẳn là đều tại chữa thương a à, vậy là tốt rồi giang giật tâm hoàn toàn trầm tĩnh lại giống như chết hết hắn cũng không biết làm sao đối mặt tiền vạn quán hắn cảm giác có chút suy yếu nhìn thấy bên giường cái tiểu viên bàn không chút khách khí ngồi xuống lúc này mới quay đầu có chút lúng túng cùng thị nữ nói ra vị tỷ tỷ này có thể giúp ta làm ăn chút gì sao ta có chút đói bụng tốt người chờ chút ra à. thị nữ này bị giang giật kêu một tiếng tỷ tỷ tâm hoa nộ phóng lập tức đi ra phía ngoài giang giật các loại thị nữ sau khi đi theo bản năng quay đầu nhìn tô như tuyết một chút hai người bốn mắt tương đối đều đột nhiên tỉnh ngộ lại giống như hai người cô nam quả nữ chung sống một phòng mà lại tô như tuyết còn mặc áo ngủ a à, tô như tuyết ánh mắt lập tức tránh ra trên mặt hiển hiện đóa đóa hồng vân, muốn nói gì, lại cái gì cũng nói không ra, chẳng lẽ lại đem giang giật đuổi đi ra thế nhưng là hắn cái này bộ giang yếu ớt, cũng đừng ở nửa đường tự té bất tỉnh. Giang giật cũng nhất thời không biết nói cái gì cho phải, trong phòng bầu không khí trở nên rất là xấu hổ, cũng biến thành phá lệ kiều diễm. Kia cái gì, Giang giật dừng lại, thuận miệng nói ra, tô đạo sư, ta ăn xong tựu đi, đúng rồi. Cảm ơn người đã cứu ta, ngày sau nếu có sai lầm, núi đào biển lửa giang giật tuyệt không nói nửa chữ không. Giang giật nói lên cái này, tô như tuyết cũng không làm sao lúng túng, nàng chấp chấp con mắt như đá quý hỏi, giang giật, người không biết tình huống lúc đó. Ừm, giang giật mơ hồ gật đầu nói, ta nhìn thấy cái kia yêu thú hướng người phóng đi, lúc ấy đều tức đến ngất đi, đằng sau xảy ra chuyện gì cũng không biết, thế nào tô đạo sư. Tô như tuyết nghe phía bên ngoài truyền đến thị nữ tiếng bước chân không có nhiều lời, chỉ là nhẹ giọng nói ra, ngươi ăn xong nghỉ ngơi một hồi tựu hồi trở lại Tây Viện đi, ta tổn thương không có toàn bộ tốt trước đó, các ngươi không cần đi ra săn giết yêu thú. Ngươi cũng tuyệt đối đừng ra học viện, có một số việc, ta chế trước tại cùng ngươi nói. Nha, Giang giật mặc dù có chút mơ hồ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, bưng lên thị nữ đưa vào một bát thịt heo cháo tựu ăn ngấu nghiến, rất nhanh một bát cháo vào trong bụng, hắn liếm môi một cái trông mong nhìn qua thị nữ nói, tỷ tỷ còn gì nữa không? thị nữ bị giang giật tướng ăn hù dọa, liền vội vàng gật đầu nói có, ta cái này đi lấy. Phốc phốc, đi, tô như tuyết cười một tiếng, mở miệng nói, giang giật ngươi vừa mới nguyên khí đại thương, ăn quá nhiều ngược lại đối thân thể không tốt, ngươi nghỉ ngơi một chút tự hồi trở lại Tây Viện đi. Giang giật nhẹ gật đầu, đối tô như tuyết nhếch miệng cười một tiếng, đứng dậy hoạt động một chút thân thể, phát hiện khôi phục một chút, tự cáo biệt tô như tuyết cùng thị nữ đi ra phía ngoài. Đi ra tề viện trưởng lầu các, Giang giật một đường về phía Tây Viện đi ra, hao tốn gần nửa canh giờ rốt cục trở lại chính mình ký túc xá. Vừa mới vào viện tử, một cái viên cầu thân thể tựu chạy chậm ra, thật xa tử hô, lão đại, người không sao chứ người có thể làm ta sợ muốn chết. Giang giật cười khổ lắc đầu, có chút tự trách mà hỏi, tiền phú bọn hắn thế nào, ai? Là ta liên lụy bọn hắn, không có việc gì, không chết được, không trả tiền đồng đều một cái chân đoạn mất. Tiền vạn quán sắc mặt lạnh xuống, thấp giọng nói ra, lão đại, việc này là giang nghịch lưu làm cố sơn hà là giang ra người người khác không biết ta thế nhưng là rõ ràng là hắn giang giật trong con người sát ý lóe lên lần này thế nhưng là kém chút toàn bộ ngỏm củ tỏi cái này giang nghịch lưu thoạt nhìn như là một cái người khiêm tốn không nghĩ tới thủ đoạn cùng giang kỳ lân ác tha bất quá rõ ràng sau so giang kỳ lân càng thêm cao minh cho dù có người đoán được là hắn cũng không có nửa điểm chứng cứ nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng cho ta thời gian một năm tiền đồng đều nợ máu ta sẽ giúp hắn đòi lại. Giang giật trên mặt đều là lạnh ý, Giang nghịch lưu ám toán hắn có thể không so đo, nhưng bởi vì hắn tiền phú bọn người thụ thương, tiền đồng đều gãy chân, còn liên lụy hơn 10 học viên chết đi, món nợ máu này không có khả năng không tính. Chỉ cần cho hắn thời gian một năm, hắn có lòng tin thực lực vượt qua Giang nghịch lưu, đến lúc đó mới hảo hảo đòi lại món nợ máu này. Theo bác viện đi đến Tây Viện, Giang giật hơi mệt chút, cùng tiền vạn quán lần nữa nói chuyện tào lao vài câu hắn liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà, vừa mới đi vào, bên ngoài lại truyền đến tiền vạn quán tiếng la, lão đại, có mỹ nữ tìm ngươi. Giang giật tìm tòi đầu, nhìn thấy một đạo vàng sáng thân ảnh, cơ thính vũ đứng ở trong sân chính đối hắn cười, kia sáng dỡ thiếu nữ phong tình, như một đoá nở rộ thược dược, đẹp đến mức loa mắt. mươi 99, có ta không có hắn, cơ thính vũ, sao ngươi lại tới đây? Giang giật vội vàng đem thiếu nữ mang vào trong phòng, tiền vạn quán hấp tấp bưng trà đổ nước, thỉnh thoảng cùng Giang giật nháy mắt ra hiệu, cuối cùng để Giang giật cho chạy ra. Cơ Thính vũ rũi ra một cái xanh nhạt ngọc thủ, yêu nhã bưng lên nước trà uống một ngụm. Lúc này mới nhẹ giọng nói ra: Đoạn thời gian trước vào học trong nội viện, ta một mực tải tu luyện vững chắc cảnh giới, còn có liền là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đổi lấy điểm tích lũy. Sở Dĩ đến mới có thời gian tới thăm ngươi. Nghe nói ngươi hôm qua tao ngộ băng thú tập kích, không có sao chứ? không có việc gì, tôi đạo sư đánh chết băng thú, chúng ta đều được cứu. Giang giật từ tốn nói, cảm ứng thoáng cái cơ thính vũ khí thức, mỉm cười nói, chúc mừng cơ tiểu thư ngưng tụ tử phủ thành công, chính thức bước vào võ giả điện đường. Người lúc này mới nửa năm không đến A à vậy mà đột phá tử phủ cảnh, cái này tốc độ tu luyện để cho chúng ta xấu hổ A. À. Phốc phốc, cơ thính vũ huyền chuyển cười nói, người khác thì cũng thôi đi, người còn dám nói lời như vậy ta thế nhưng là tiêu hao nhà ta đại lượng tài nguyên, ngày đêm không ngừng tại tính tu thất tu luyện mới may mắn đột phá. Người đây vô thành vô tức lại chú đỉnh cảnh lục trọng, ở trước mặt ngươi ai dám xưng thiên tài. Giang giật sờ lên cái mũi ngượng ngùng nở nụ cười, đối với tốc độ tu luyện hắn rất hài lòng. Đáng tiếc hắn phong ấn thời điểm thức tỉnh quá muộn, cùng cùng bối phận chân chính thiên tài thực lực còn tranh lệch rất lớn, hôm qua băng thú sự kiện để hắn càng thêm cảm giác được thực lực tầm quan trọng, không có thực lực chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Người A, cơ thính vũ đột nhiên lật lên một cái liếc mắt, có chút trách cứ nói ra ta không phải cùng ngươi nói không nên vì tiện tại học viện kết thù sao mới vào học viện ngươi liền đắc tội giang ra cùng trường tôn giang người giang giật nở nụ cười khổ bất đắc dĩ nói ra không phải ta nghĩ đắc tội bọn hắn là bọn hắn trêu chọc ta ngươi cũng biết con người của ta rất nhiều chuyện có thể nhịn nhưng một ít chuyện là tuyệt đối không nhịn được đúng rồi cơ thính vũ đột nhiên đôi mắt sáng lên nói ra giang vân hải không phải từng tại trấn tây vương phủ làm qua hạ nhân sao ngươi có thể để hắn cùng giang ra đi thương lượng dưới biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng Giang ra là địch cuối cùng không phải chuyện tốt. Giang biệt ly đến cỡ nào cường đại ngươi cũng không phải không biết, thế tử điện hạ cũng ít năm anh hùng, thiên tư chắc tuyệt, ngày sau nhất định có thể con kế nghiệp cha thành tựu một phen bá nghiệp, ngươi cùng hắn là địch quá không sáng suốt. Giang giật sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nhìn chằm chằm cơ thính vũ nhìn ra ngoài một hồi, rất nghiêm túc nói ra, thính vũ, nếu như ngươi coi ta là bạn, về sau như vậy tốt nhất đừng nói nữa. Ta cùng Giang nghịch lưu đã là tử thù, có ta không có hắn có hắn không có ta căn bản hòa giải không được ai người người này làm sao lại như vậy cố chấp đâu cơ thính vũ sắc mặt cũng trầm xuống lắc đầu khẽ thở dài giang giật ta biết ngươi rất tự tin có chút một chút át chủ bài nhưng có ít người có chút gia tộc cường đại xa không phải ngươi tưởng tượng nghe ta một tiếng khuyên đừng tìm thế tử điện hạ là địch nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết ha 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 giang giật đứng dậy cười to cư cao lâm hạ khóa chặt trước mắt chương này tuyệt mỹ mặt nghiêm mặt nói, thính vũ, ta cũng trịnh trọng khuyên ngươi một câu, đừng tìm giang ra trường tôn ra người đi được quá gần, nếu không về sau chúng ta bằng hữu đều không có làm. Giang giật một mực biết rõ cơ thính vũ dã tâm rất lớn, muốn gả nhập chân chính hào môn, giờ phút này nghe nàng ngữ khí tựa hồ đối với giang nghịch lưu rất là yêu thích hắn tự nhiên giận dữ không thôi. Hắn cùng giang nghịch lưu mặc dù là cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng trở thành chân chính huynh đệ, ngược lại sẽ trở thành người chết ta vong túc địch. Giống như Cơ Thính Vũ chân tâm lựa chọn Giang Nghịch Lưu, như vậy nàng cũng sẽ thành Giang giật địch nhân. Ngươi, Cơ Thính Vũ tức giận đến thân thể mềm mại run lên, lắc đầu không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp cáo từ, một đôi mắt đẹp bên trong đều là vẻ thất vọng. Lão đại, cẩn thận một chút nữ nhân này, Tiểu Mập mạp Lặng Yên vào đây nhìn qua Cơ Thính Vũ bóng lưng, cảm khái nói, nữ nhân này rất lợi hại, mới vào học viện không bao lâu, liền đem rất nhiều người mê đến thần hồn điên đảo trường tôn gia một vị công tử còn có giang kỳ lân đều bị nàng mê đến xoay quanh nữ nhân này tâm cơ quá lợi hại thủ đoạn càng là cao minh ta suy đoán nàng có thể mục tiêu chân chính không phải giang nghịch lưu liền là trường tôn gia thiếu tộc trưởng trường tôn vô kỵ ai giang giật nặng nề thở dài hắn một mực nhận cơ thính vũ là bằng hiếu giờ phút này kết hợp tiền vạn quán tình báo cùng nàng lời nói mới rồi phán đoán người bạn này rất có thể sẽ cùng hắn càng chạy càng xa đúng rồi tiền vạn quán nhớ tới cái gì lần nữa nói ra các ngươi trước kia cái kia giang gia thiếu tộc trường giang hận thủy còn có kia cái gì liễu hà giờ phút này đều trở thành giang kỳ lân tiểu đệ mà lại gần nhất có người đang điều tra thân phận của ngươi theo ta đoán chừng nhiều nhất không cần mấy tháng giang nghịch lưu sẽ biết rõ thân phận của ngươi mặc kệ ta đi tu luyện giang giật nhức đầu lắc đầu suy nghĩ quá nhiều cũng vô dụng muốn tới sớm muộn trở về cùng lúc nào đi suy nghĩ lung tung không bằng tranh thủ mỗi một phần một giây thời điểm tu luyện để cho mình trở nên cường đại sau đó mấy ngày bởi vì tô như tuyết tại dưỡng thương, giang giật lớp học này đều không cần ra ngoài săn giết yêu thú, sở dĩ cái này mấy ngày giang giật đều ngày đêm không đứng ở tính tu trong phòng tu luyện, thời gian nhàn hạ thì lính hội võ kỹ phúc vô kiếm. Giang Vân Hải để tiền vạn quán người lần nữa cho Giang Giật mang đến một chút đan dược, Giang Giật tốc độ tu luyện hỏa tiễn tăng lên. Tại tối ngày thứ tư thời gian, Giang Giật tính tu hoàn tất chuẩn bị đi trở về lúc ăn cơm, trong sân lại ngoài ý muốn nhìn thấy một thân ảnh mỹ lệ. Tô Đạo Sư, Giang giật ngạc nhiên nhìn qua trước mắt băng sơn mỹ nhân, không nghĩ tới tô như tuyết lại thật sẽ tìm đến hắn. Tô như tuyết đứng ở trong sân, như một đóa lặng yên tản ra băng sơn tuyết liên, nàng nhàn nhạt hướng bên cạnh tiền vạn quán mở miệng nói, tiền vạn quán ngươi ra ngoài đi, ta cùng giang giật nói chút chuyện. Được rồi, tiền vạn quán lại hướng giang giật đưa qua một cái nụ cười bị ổi, hấp tấp đi ra ngoài. Giang giật đi tới mỉm cười nói ra, tô đạo sư, tìm ta có việc sao? Vào bên trong nói đi, tô như tuyết sắc mặt lạnh băng băng, cũng mặc kệ Giang giật trực tiếp hướng bên trong đi đến. Giang giật vội vàng đuổi theo, tôi như tuyết vào nhà về sau, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng thoáng cái, xác định phụ cận không có thám tử ẩn núp lúc này mới nhìn chằm chằm Giang giật nói ra, Giang giật, người biết không kỳ thật cái kia băng thú là ngươi giết. Giang giật nháy nháy mắt cười, liếc mắt nói, tôi đạo sư, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Tô Như Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười cáu giận nói, chẳng lẽ ngươi thật một điểm không nhớ rõ ngày đó chuyện phát sinh cũng không biết ngươi cảm mộ. Sát lục chân ý, sát lục chân ý, giang giật trong đầu hiện lên một đôi con mắt đỏ ngầu, đột nhiên thân thể chấn động, hắn mở to hai mắt ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tô Như Tuyết trầm giọng nói ra, Tô Đạo Sư, ngươi xác định không có gạt ta. Ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt, Tô Như Tuyết bay một cái liếc mắt, lúc này mới ngưng trọng nói ra, giang giật, người cái này chân lý võ đạo rất khủng bố, đoán chừng ngươi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Ta cố ý tới nhắc nhở ngươi chính là để ngươi có thời gian thêm lĩnh hội dưới, triệt để cả mộ cái này sát lục chân ý. Một khi ngươi triệt để nắm giữ, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể tăng phúc rất nhiều. Mà lại cái này chân lý võ đạo có thể nương theo lấy cảnh giới tăng lên mà tăng phúc uy lực, ngày sau đối ngươi chiến lực có rất lớn ích lợi. Triệt để nắm giữ, giang giật mơ hồ, hắn cũng không biết chính mình phóng thích qua sát lục chân ý, làm sao triệt để nắm giữ A. Cắt cắt chương 100, thân phận bại lộ. Tại tô như tuyết kiên nhẫn giải thích một lần, Giang giật giờ mới hiểu được sự tình đi qua, không bằng hắn cũng nghe được nhất kinh nhất xạ. Ngày đó hắn xúc động thần bia bên trên cấm chế, nội tâm tựa hồ cảm mộ đến một điểm gì đó đổ vật, lại một mực mơ mơ hồ hồ, không nghĩ tới lại thật tìm hiểu sát lục chân ý, còn tại thời điểm mấu chốt nhất dùng ra, đánh chết băng thú. Căn cứ tô như tuyết nói, hắn sát lục chân ý vừa ra, kia băng thú không dám nhúc nhích, Nhẹ nhóm bị hắn đánh giết. Giang giật nghe được nửa tin nửa ngờ. Lúc ấy hắn lâm vào trạng thái bùng nổ cái gì cũng không biết. Kia băng thú như thế cường đại cũng có thể bị sát khí của hắn uy hiếp lại. Hắn nghĩ đến tô như tuyết không cần thiết lừa hắn. Hắn không có gì tốt lừa gạt. Kết hợp trong lòng của hắn mơ mơ hồ hồ cảm mộ một vài thứ. Giang giật xác định hắn cảm mộ sát lục chân ý, bất quá. Chính hắn cũng không biết làm sao phóng thích. Giang giật, tô như tuyết tiếng kêu, đem Giang giật suy nghĩ kéo lại. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tô Như Tuyết, thấy được nàng một mặt ngưng trọng nói ra, "Ta sở dĩ cùng ngoại nhân nói kia băng thú là ta giết, cũng không phải là muốn cướp công lao của ngươi, mà là muốn giúp ngươi giấu giếm." Sự tình ngươi hẳn là đoán được một chút, giống như ngươi cảm mộ sát lục chân ý sự tình bị ngoại nhân biết rõ, ngươi hội càng thêm nguy hiểm. "Sở Dĩ, tại ngươi cũng không đủ thực lực tự vệ trước, việc này vẫn là giấu giếm tốt, bất luận kẻ nào đều đừng nói cho, hiểu không?" "Ta minh bạch." Giang giật cảm kích nhẹ gật đầu. Tô Như Tuyết đây là tại bảo hộ hắn, xem ra chính mình liều chết sông đi lên, đã giành được nàng hảo cảm. Hắn trầm ngâm một chút, đột nhiên mặt dạn mày dày mở miệng nói, Tô Đạo Sư, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Tô Như Tuyết khẽ giật mình, rất nhanh lên một chút đầu nói, ngươi nói đi, chỉ cần không quá phận đều được. Ừm. Um.